chỉ thấy trong phương viên mấy trăm dặm kia, vậy mà chẳng chỉ tất cả các loại linh trùng. Ở trong đó, con hình thể lớn chừng mấy trăm trượng, cực giống bọ hung sừng chữ y, con hình thể nhỏ thì bất quá hai ba tấc, nhìn tựa như nhuyễn trùng. Nếu chỉ là tộc đàn trùng chiều duy nhất nào đó, ngược lại cũng không cổ quái kỳ lạ. Thế nhưng lại chẳng chỉ chừng hơn mấy trăm vạn con linh trùng, hỗn tạp cùng một chỗ, phô thiên cái địa đi như vậy, tất có vấn đề. Không đúng, Hàn Lập nhìn trùng chiều càng ngày càng gần, cau mày nói là trùng chiều, linh giới cũng có, chỉ là quy mô không lớn như vậy. Người cảm thấy không đúng chỗ nào. Nam Cung Uyển hỏi, trùng chiều bộc phát, bình thường đều tập kết cùng linh trùng tộc đàn, tiến hành phá hư thôn vệ với quy mô lớn. Nhưng trong đám trùng chiều này, trùng loại thập phần hỗn tạp, trong đó còn không thiếu một ít gia hỏa vốn là thiên địch của nhau. Tỷ như tinh văn tê trùng và vô diễm minh trùng kia, vốn là tử địch đụng nhau sẽ liều mạng tranh đấu, không thôn vệ đối phương sẽ không bỏ qua, nhưng tại nơi này lại cùng sánh vai đi cũng không tranh đấu điều này không giống bình thường hàn lập trầm ngâm nói hắn vừa dứt lời thần sắc bỗng nhiên hơi đổi chỉ thấy trong bầy trùng bỗng nhiên tách ra hai bên chính giữa lao ra một con giáp trùng màu vàng thân hình lớn chừng trăm trượng toàn thân tản ra trận trận ba động khí thức cường đại trùng này không phải vật gì khác rõ ràng là một con vệ kim tiên tu vi đã tiếp cận thái ất đỉnh phong uyển nhi nàng ở chỗ này đừng động chờ ta một chút Lông mày Hàn Lập nhíu lên, nói với Nam Cung Uyển. Không đợi Nam Cung Uyển đáp ứng, thân hình Hàn Lập đã lóe lên, biến mất khỏi chỗ cũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn xuất hiện phía trước đại quân trùng triều, mắt thấy sẽ bị vô tận linh trùng minh mông bao phủ vào. Nhưng mà, quanh thân hắn bỗng nhiên lóe lên kim quang, một tầng linh vực màu vàng trong nháy mắt khuếch trương ra, bao phủ phương viên mười mấy vạn dặm vào trong, một vòng bảo luân màu vàng bay thẳng lên không, tỏa xuống vạn đạo kim quang linh trùng như sóng biển kia, trong nháy mắt bị thời gian linh vực bao phủ, tất cả đều ngưng kết trong hư không, trên thân vẫn có linh quang bao phủ, còn duy trì động tác vỗ cánh bay múa, tất cả tựa như chết cứng, không nhúc nhích tí nào. Ngay cả thủy vực phía dưới trong nháy mắt cũng đứng im, gợn sóng cũng ngưng kết ngay tại chỗ. Thân hình hàn lập đi vào trùng chiều, chấp động trong linh trùng dày đặc mấy cái, đã đi tới trước người con vệ kim tiên kia. Một tay hắn chỉ vào mi tâm chính mình, một đạo tinh quang lập tức bắn ra, bắn vào đầu con vệ kim tiên kia, lập tức chui vào, biến mất không thấy. Hàn lập nhắm mắt dò xét một lát, bỗng nhiên lông mày nhướng lên, mở hai mắt ra, nói, đại sự như thế, lại không nói với ta, thật sự là hồ nháo. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, về tới bên cạnh Nam Cung Uyển. Đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Uyển ân cần hỏi Han, nhìn tình hình này, Kim Đồng sợ là sắp phá cảnh tiến giai, tất cả những linh trùng này đều là đi hộ giá cần vương. Hàn lập nhíu mày nói. Tiến giai, nàng sắp tiến giai đại la hậu kỳ sao? Nam Cung Uyển kinh ngạc hỏi. Hàn Lập lắc đầu, nói, không phải đại la hậu kỳ, nàng là muốn một lần nữa hợp đạo, tiến giai đạo tổ. Cái gì? Thần sắc Nam Cung Uyển khẽ biến, khó tin nói. Thôn vệ pháp tắc của Kim Đồng là dị năng thiên phú, tu hành khác với người thường, huống hồ nàng vốn là chân thân đạo tổ phân hóa ra, hiện tại đã trải qua cả đời thôn vệ, một lần nữa tụ hợp thôi. Cho nên không cần phải chém tam thi, tốc độ cũng không tính theo lẽ thường. Hàn Lập nhìn về phía phiến trùng chiều ngưng kết bất động kia, giải thích. Đây không phải chuyện tốt à, nhìn bộ dáng ngươi có vẻ rất lo lắng. Nam Cung Uyển hỏi, nàng xem, thanh thế trùng chiều này thật lớn, chỉ sợ không chỉ Long Nguyên tiên vực này, mà cảnh tượng những tiên vực khác cũng giống như vậy. Làm ra động tĩnh lớn như thế, khó đảm bảo người của thiên đình sẽ không chú ý tới. Hàn Lập như có điều suy nghĩ nói ra, nếu vậy, đích thật phong hiểm không nhỏ, người định làm thế nào? Nam Cung Uyển nghe vậy, cũng hiểu ra, ta phải đi giúp nàng ấy, bảo hộ nàng ấy một đoạn đường. Ánh mắt hàn lập ngưng tụ, nói, nên đi, chỉ sợ bây giờ ngươi cũng không biết nàng đang ở phương nào. Nam Cung Uyển gật gật đầu, lại hỏi, cái này đơn giản, chỉ cần đi theo trùng chiều này là được. Ánh mắt hàn lập lần nữa nhìn về phía trùng chiều chẳng chịt phía xa, nói, vẫn là ngươi nhạy bén, lại nói, trùng chiều hộ chủ với thanh thế lớn như vậy, chắc hẳn thời điểm nàng tiến dài càng thêm tráng lệ sau khi nam cung uyển nghe xong che miệng cười khẽ có chút mong đợi nói việc này không nên chậm trễ chúng ta đi thôi hàn lập nói xong kéo tay nam cung uyển thân hình lóe lên rơi vào trên lưng con vệ kim tiên kia sau đó hắn phất tay triệt hồi thời gian linh vực dòng thời gian bốn phía hư không lập tức khôi phục đại quân trùng chiều gào thét qua bay về phía một chỗ hải vực khác không gian vực ngoại nơi nào đó trong một mảnh hư không tính mịch thuần ví không gì sánh được khắp nơi đều có trận trận không gian phong bạo quét qua, ngẫu nhiên va chạm lẫn nhau, tản mát ra trận trận quang mang lộng lẫy giống như cực quang. Biên giới một mảnh không gian phong bạo to lớn, lơ lửng một đám mây đen rất lớn, thoáng như vật sống lúc có lúc giãn, bên trong khói mây cuồn cuộn, sáng lên từng chùm sáng giống như hải đăng, xuyên suốt ra bốn phương tám hướng. Vùng mây đen to lớn này chính là do vực ngoại thiên ma ngưng tụ ra, giờ phút này lại dính sát với không gian phong bạo, không chịu dẫn động nửa phần về phía trước trong vô tận hư không cách đó mấy chục vạn dặm thình lình lơ lửng một con giáp trùng màu vàng lớn chừng mấy vạn trượt toàn thân tản ra hào quang màu vàng giống như hỏa diễm hừng hực dũng động bên trong truyền ra trận trận khí thức vô cùng cường đại phàm là thiên thạch thuộc vượt ngoại thoáng tới gần một chút dù vẫn cách xa mấy vạn dặm đều sẽ bị cỗ khí thức này tác động đến trong nháy mắt tan thành mây khói cùng lúc đó hư không bên ngoài quanh thân giáp trùng màu vàng khắp nơi có thể nhìn thấy từng vết rách hư không lớn hoặc nhỏ như từng cảnh cửa sổ mở thông phòng trong đó, cái nhỏ cũng vài chục trượng, lớn thì đến mấy vạn trượng, bên trong là hình ảnh vô số nơi ở tiên vực. Trong những cái nứt không gian kia, hơn phân nửa đang có vô số linh trùng từ đó xuyên qua, bay đến phía vùng vực ngoại không gian này. Chỉ là hư không vực ngoại không giống nơi khác, ở trong áp lực không gian cường đại không tầm thường, đại đa số linh trùng lúc xuyên qua cái nứt này, trong nháy mắt nhao nhao bạo thể mà chết, biến thành cho tàn. Mặc dù thế, vẫn có vô số linh trùng dày đặc, hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau sông lên. Trong những linh trùng này, không thiếu những con có thiên phú dị bẩm, có thể ngăn cản được áp lực không gian diệt sát, vào tới bên cạnh giáp trùng màu vàng to lớn kia, được kim quang của nó che chở, có thể lưu giữ lại. Mà có thật nhiều vệ kim trùng sen lẫn trong trong đó, lúc bay vào trong phiến kim quang kia, bị quang mang làm tan rã, toàn bộ lực lượng đều bị nuốt chửng vào thể nội giáp trùng màu vàng to lớn kia. Theo càng ngày càng nhiều linh trùng tiến vào vực ngoại không gian, Kim quang ngoài thân giáp trùng màu vàng kia, lưu giữ lại bầy trùng cũng càng lúc càng lớn, giờ phút này nhiễm nhiên đã như một chiếc đai lưng, vần quanh thân nó. Chương 1338, trùng tổ. Trong rất nhiều kẽ nứt không gian, có một kẽ nứt, khắp nơi trong đó đều là cánh đồng tuyết minh mông. Trong bầu trời đầy gió tuyết đó, một nam tử tóc trắng đang đứng, trên trán có hai sợi xúc tu rất dài, cả người như muốn dung nhập vào trong mảnh tuyết trắng nơi đây. Hiện giờ y đang ngẩng đầu nhìn về phía bên này, gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào đột nhiên nam tử nhếch miệng cười một tiếng rồi thân hình bay lên không trung hai tay trước người tách ra một luồng ánh sáng mở từ đó sáng lên xuyên thẳng vào chính giữa kẽ nứt không gian ngay sau đó luồng ánh sáng mở chờ tăng vọt lại cứng rắn làm cho kẽ nứt không gian vốn chỉ lớn mấy trượng vỡ ra thêm trăm trượng thân hình nam tử tóc trắng lóe lên xuyên qua đó tiến vào vùng không gian bên kia trong nháy mắt khi bước vào không gian này quang mang ngoài thân nam tử sáng lên trắng lóa như tuyết, lập tức chấn vỡ không gian phong bạo đang cuốn tới. Sau đó thân hình y lóe lên, tới trước người bỏ cánh cứng màu vàng, sau đó chắp tay, quỳ lạy phía trước nó. Thuộc hạ xương bạch, cung nghênh bệ hạ trở về, thân sắc nam tử tóc trắng kích động, âm thanh lại rất cung kính. Y vừa dứt lời, ở trong đạo hư không khác, một nữ tử trẻ tuổi mặc quần lụa mỏng màu trắng, đem theo mấy trăm nam tử mặc áo giáp hình con kiến màu đen, từ trong kẽ nứt bước ra. Bên ngoài kẽ nứt, còn vô số lính kiến mặc hắc giáp đồng loạt đứng trang nghiêm chỉnh tề giống như quân đội sương bạch ta cứ tưởng tới sớm nhất phải là thanh phong không ngờ lại là ngươi con hàng bại hoại này nữ tử trẻ tuổi nhìn nam tử tóc trắng mở miệng cười nói nghĩ tư sương bạch nghe vậy quay đầu nhìn nàng gọi tên một cách lạnh nhạt vẫn là một thân một mình vẫn dáng vẻ lạnh như băng này vẫn a à, không ngờ cảnh giới của ngươi đã cao hơn không ít nữ tử trẻ tuổi tên nghĩ tư có chút kinh ngạc nói trong trí nhớ của nàng năm đó theo trùng vương đại chiến với thiên đình tám đại chiến tướng dưới trướng hầu hết đã chết trận chỉ còn ba người sống sót ngoại trừ thanh phong người thương thế nặng nhất là sương bạch năm đó không thể giúp vương ngăn địch may mắn sống tạm bỡ qua ngày nào dám không toàn lực tu hành đáng tiếc trước sau vẫn không thể đạt đến cảnh giới của vương sương bạch nói ngươi làm được vậy đã rất khá rồi lúc này một âm thanh nhỏ như mũi bỗng nhiên từ trên đầu vai của sương bạch vang lên Nghĩ Tư và Sương Bạch đồng thời giật mình, rồi im lặng. Chỉ thấy trên đầu vai của Sương Bạch vang lên một trận vù vù, là một con muỗi không lớn hơn bao nhiêu so với đầu ngón tay, đang vỗ cánh bay lên. Nó bay ra khỏi vai Sương Bạch, trên thân bỗng lóe lên ánh sáng xanh, lập tức hóa thành một tên nam tử cao lớn mặc nhuyễn giáp màu xanh, sau đó đáp xuống trước mặt hai người. Nam tử này là một trung niên khoảng 40 tuổi, đầu tóc đen hơi xoăn dài chạm vai, sau ót thì rối tung tán loạn, thần sắc có chút mệt mỏi mặt y toàn dâu quai nón xồm xoàm, bộ dạng giống như tử quỷ đang chán nản, xem ra còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhưng đôi mắt y lại tràn ngập thần quang, đặc biệt bên ngoài con người có một vòng đường vân màu vàng, trong đó lại có ánh sáng kỳ dị làm người ta kinh sợ, khiến người từng gặp qua sẽ khó mà quên. Lính kiến mặc hắc giáp sau lưng nghĩ tư thấy thế, rồi giết lấy binh khí ra, muốn xông tới trước. Lui ra, nghĩ tư giơ tay lên ngăn cản đám lính kiến, thanh phong. Xem ra ẩn nặc pháp tắc của ngươi lại có tiến bộ, hai người chúng ta vậy mà cũng không thể phát hiện ngươi đến đây từ lúc nào lông mày sương bạch nhướng lên hỏi cảm ứng được vương ta lập tức đến đây thanh phong vuốt gương mặt mình nói có từng nghe vương căn dặn chưa nghĩ tư vội hỏi chưa có sau khi đến đây vương chưa hề nói với ta lời nào thanh phong nhìn thoáng qua bọ cánh cứng màu vàng lắc đầu nói gã vừa nói xong kim quang trước người bọ cánh cứng màu vàng tăng vọt một đạo hư ảnh nữ tử từ, từ từ bay ra lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nồng đậm kim quang, không chút tình cảm nhìn về đám người phía trước. Gương mặt nữ tử khá trẻ tuổi, thậm chí dáng dấp còn mang theo mấy phần thiếu nữ, đúng là kim đồng. Thuộc hạ tham kiến trùng tổ, ba người thanh phong thấy vậy đều vui mừng, nhao nhao quỳ lại. Hôm nay bản tọa muốn thử trở lại vị trí đạo tổ, hy vọng các người hộ pháp cho bản tọa, ngăn cản mọi kẻ địch xâm nhập. Ánh mắt kim đồng chậm rãi liếc qua ba người, rồi mở miệng nói. Nguyện chết không lùi bước, trong mắt ba người lóe lên vẻ vui mừng vội vàng đáp lời hư ảnh nữ tử gật đầu nhẹ không nói lời nào nữa thân hình chậm rãi lui về dung nhập vào trong người bỏ cánh cứng màu vàng một lát sau ánh sáng quanh thân bỏ cánh cứng màu vàng càng trở nên trói mắt từ đó chuyển ra từng đợt ba động rất đặc thù không ngừng lan ra bốn phía bốn phía nơi có những kẽ nứt không gian cũng chậm rãi chấn động theo mang từng đợt ba động kia chuyển ra ngoài những linh trùng từ các tiên vực khác đang chạy tới càng trở nên điên cuồng hơn dồn dập sông qua kẽ nứt, nhằm về phía vực ngoại không gian này. Các vệ kim trùng phân tán khắp nơi cũng từ đó bay ra, không ngừng lao tới bên trong hào quang màu vàng. Trong những vệ kim trùng này, có ấu trùng chưa thành thục, cũng có con đã tu luyện đến cảnh giới thái ất, nhưng vệ kim tiên cấp bậc đại la thì không có, toàn bộ đều hòa làm một thể với kim đồng. Tên hiên viên kiệt kia chắc chắn sẽ không bỏ qua, chúng ta phải chuẩn bị thật cẩn thận. Thanh Phong suy nghĩ một chút nói, lần này cho dù ta thịt nát xương tan, cũng không để cho gã uy hiếp được phương. Mặt xương bạch lãnh khốc, lạnh lùng nói, ta đi ngự trùng bầy trận, các ngươi hãy chú ý các kẽ nứt, để phòng địch nhân tranh thủ cơ hội lẻn vào đây. Nghĩ tư nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi nói, ta trước đi đuổi những thiên ma đang rình mò ngoài kia, giờ nơi này giao lại cho các ngươi. Ánh mắt thanh phong xoay chuyển, nhìn về phía thiên ma vân to lớn ở đằng xa, nói. Sau khi nói xong, thần sắc mệt mỏi trên mặt y hoàn toàn mất đi, trong đôi mắt lóe lên kim quang, cả người và khí thức trong nháy mắt liền biến mất nghĩ tư và sương bạch giật mình một cái đã không thấy bóng dáng thanh phong đâu nữa y dài lại mạnh hơn trước lông mày nghĩ tư nhíu lại nói lúc trước trong ba người bị thương nhẹ nhất là nàng bây giờ cảnh giới thấp nhất cũng là nàng sương bạch nhìn thấy sự ái náy lạc lõng trong mắt nàng bèn mở lời an ủi người am hiểu ngự trùng bầy trận không nên quá để ý chuyện khác làm tốt việc của mình là được nghĩ tư nghe vậy gật đầu rồi bay lên ngay phía trước bỏ cánh cứng màu vàng, tất cả lính kiến mặc hắc giáp ở phía sau cũng vội vàng đi theo. Nàng phân phó tất cả lính kiến, một lúc sau các lính kiến bắt đầu bay ra các nơi, hòa vào đại quân trùng chiều đang quay quanh bốn phía bỏ cánh cứng màu vàng. Lát sau, trùng chiều vốn đang hỗn loạn lộn xộn, bắt đầu tập hợp theo thứ tự, như là đại quân có kỷ luật nghiêm minh, như cánh tay đắc lực để cho nghĩ tư điều khiển, an bài xung quanh kim đồng. Theo càng nhiều linh trùng gia nhập, một tòa đại trận bằng linh trùng vô cùng lớn dần dần lộ ra ánh mắt sương bạch ngưng lại nhìn tình hình phía trước hít một hơi thật sâu lam quang quanh thân lóe lên phát ra một cỗ sương mù màu trắng vô cùng lạnh lẽo tản ra khắp nơi tràn ngập bốn phía thần niệm của y cũng theo sương mù phân tán ra cẩn thận dò xét tình hình các kẽ nứt xung quanh theo thời gian đội ngũ đại quân trùng chiều ngày càng trở nên khổng lồ có loại bản mệnh thần thông không tầm thường có loại cảnh giới tu vi khá cao nhưng chúng đều chịu đựng áp bách của vực ngoại không gian chi lực, đi vào ngoài thân kim đồng, để bảo vệ vương của bọn chúng. Dưới sự thống lĩnh của Nghĩ Tư, những đại quân trùng chiều này đứng tầng tầng lớp lớp trong vực ngoại không gian, tạo thành một tòa pháp trận cự hạt khổng lồ. Nó có hai cái kìm bỏ cạp, một cái toàn thân trắng như tuyết, phía trên tản ra hàn khí lạnh lẽo. Một cái khác thì toàn thân màu xanh sẫm, cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. Sau người nó là cái đuôi bỏ cạp to lớn đang dương lên, ở đó mọc lên một đạo gai độc như móc cầu bị uốn cong, lóe lên ánh sáng sắc bén. Giờ phút này kim đồng đã bị kim quang bao phủ hoàn toàn, không còn nhìn thấy thân ảnh của bọ cánh cứng màu vàng. Chỉ còn thấy một quang cầu to lớn màu vàng, giống như bảo vật quý giá đang được bỏ cạp khổng lồ bảo hộ trên lưng, từng đợt lực hấp dẫn mãnh liệt xuất hiện ở bốn phía, không ngừng khuếch tán ra khắp nơi. Đúng lúc này, âm thanh cực lớn như tiếng chuông vang, bỗng nhiên từ quang cầu trên lưng bỏ cạp truyền đến. Một mảnh ánh sáng mở từ quang cầu phát ra, một hư ảnh thân thể của nữ tử đang nhanh chóng ngưng tụ, lơ lửng phía trên kim cầu, tự nhiên là kim đồng. Chỉ nghe một trận ngâm khẽ trong miệng, hai tay nàng bỗng nhiên giang ra, tựa như đang chuẩn bị tư thế thoải mái để tiếp nhận. Phía trước ngực nàng, vòng xoáy màu vàng đột nhiên hiện ra, giống như cái phiếu núi liền quang cầu ở dưới. Ngay sau đó, kẽ nứt không gian ở bốn phía kịch liệt chấn động, vô số phệ kim trùng từ trong kẽ nứt tuôn ra bay vào, như từng đạo thác nước màu vàng rơi xuống chính giữa vòng xoáy màu vàng kia. Vực ngoại không gian vốn tĩnh mịch bị kim quang lóa mắt này chiếu rọi phảng phất như xuất hiện thêm vầng mặt trời phương viên mấy trăm vạn dặm đều bị tia sáng màu vàng này tràn ngập nghĩ tư đứng trên đầu bọ cặp thấy cảnh này thần sắc kích động không giấu được mắt cũng ẩm ướt ở cách đó không xa sương mù màu trắng cũng ngưng tụ lại thân ảnh sương bạch hiện ra chờ vô tận tuế nguyệt rốt cuộc đã đến ngày này ánh mắt sương bạch ngưng tụ nhìn về phía kim đồng nói nghĩ tư nhìn y lại liếc mắt về phương xa hỏi thanh phong đâu sao còn chưa trở lại vượt ngoại thiên ma cũng không dễ đối phó nhưng chắc cũng sắp trở về rồi sương bạch mở miệng trả lời nghĩ tư nghe vậy còn muốn nói gì thần sắc bỗng nhiên biến đổi ánh mắt nàng xoay chuyển định nhìn về phía kẽ nứt không gian lớn nhất trong hư không phía trước thì phát hiện thân ảnh sương bạch bên cạnh đã biến mất đã xông về bên kia trước một bước không đợi sương bạch đến gần trong đảo kẽ nứt không gian kia có bóng đen lóe lên một tòa núi cao trăm trượng từ đó bay ra lập tức xuất hiện trong vực ngoại không gian. Nguy rồi, Nhĩ Tư nói thầm một tiếng, sau đó thân hình lao lên cao, nhưng không lỗ mãng đi tới ngọn núi kia, mà là vận dụng tâm niệm, chỉ huy bỏ cạp dơ lên hai cái kìm to lớn, sẵn sàng bày trận nghênh đón kẻ địch. chương 1339, Thiên Trùng Đại Chiến Trên trời cao, vẻ mặt xương bạch nghiêm túc, hai tay kết ấn, bỗng nhiên giơ tay trưởng xuống phía ngọn núi. Trong hư không lập tức ngưng tụ lại thành một mảnh xương lạnh, hóa thành một trường ấn màu trắng to lớn, lao thẳng tới ngọn núi kia. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, ngọn núi trăm trượng kia lập tức nổ tung. Ở giữa đó, màn hàn quang lưu chuyển, phân giã thành vô số tinh phấn màu trắng giống như bông tuyết tiêu tán ra. Nhưng mà, sau khi tinh phấn màu trắng tản ra hết, trong hư không tiếng nổ vang lại trở nên càng lúc càng lớn. Ở bên trong không gian kẽ nứt khổng lồ kia, đột nhiên xuất hiện hai đại thủ óng ánh lục sắc giống như phỉ thúy thỏ ra, nắm lấy hai bên trái phải mép kẽ nứt, sau đó ra sức xé ra ầm ầm một hồi tiếng sấm khủng bố không ngừng vang lên đạo kẽn nứt không gian kia vậy mà giống như một màn vải đen kịt bị hai cự thủ như phỉ thúy bỗng dưng xuất hiện này làm cho vỡ ra biến thành một thông đạo không gian khổng lồ lớn chừng mười mấy vạn dặm ngay sau đó một cái đầu lâu khổng lồ phủ đầy tóc ngắn khuôn mặt tựa kim cương từ đó thò ra nhìn ngó nghiêng hai phía một chút cười vang nói quả nhiên ở chỗ này ha ha trong khi nói thân thể vô cùng to lớn của gã bỗng nhiên lóe lên quang mang trong nháy mắt dần dần co rút lại. Mà ngay sau đó, lập tức có một mảng sườn núi cực kỳ lớn từ trong kẽ nứt không gian, chậm rãi bay ra. Hiên viên kiệt, Sương Bạch nhìn một màn trước mắt này, lông mày không khỏi cao lại, thần sắc cũng trở nên khó coi, trơ mắt nhìn mảng vách núi kia từng chút từng chút một từ trong không gian thông đạo bay ra, dần dần hiện ra toàn cảnh. Đó rõ ràng là một khối lục địa dài mảnh, phương viên cực kỳ rộng lớn, ước chừng mấy vạn dặm. Phía trên đứng lúc nhúc mấy chục vạn tu sĩ thiên đình, tên nào cũng mặc giáp chấp binh, bộ dáng đằng đằng sát khí. Trên vách núi lục địa kia, có một người dẫn đầu, mình trần đứng cao nhất ở đấy, chính là Hiên Viên Kiệt. Ha ha, Nghị Tư, Sương Bạch, ta nhớ còn có một tên gọi là Thanh Phong, sao lại không thấy? Lén lén lút lút ẩn nấp nhiều năm như vậy, rốt cuộc nhịn không được đi ra rồi. Hiên Viên Kiệt cười ha ha, cao giọng quát to. Hiên Viên Kiệt, người đừng càn rỡ, đợi vương ta trở lại vị trí đạo tổ, cũng chính là thời điểm người bị diệt nghĩ tư cho mày cao giọng quát buồn cười năm đó nàng thân là đạo tổ cũng không làm gì được ta bây giờ còn không phải đạo tổ há có thể làm khó dễ được lão phu hôm nay ta sẽ hốt gọn một mẻ lũ dư nghiệt các ngươi coi như sớm dâng lên một phần hạ lễ ở bồ đề yến trong lúc hiên viên kiệt nói chuyện hai mắt cùng lúc nheo lại đánh giá quang cầu mà kim đồng biến thành sương bạch thấy thế không nhiều lời nữa thân hình nhảy lên tựa như một đạo lưu tinh lao thẳng xuống phía vách núi kia Vù vù vù, chỉ thấy bên ngoài quanh người y, sáng lên một hồi lam sắc quang mang, thanh âm cuồng phong cuồn cuộn lập tức phát tác, vô số tơ tầm li ti mắt thường khó phân biệt xen lẫn trong phong tuyết, đâm thẳng lên trên vách núi. Chỉ một thoáng, một trận bão tuyết từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ lên vách núi kia, vô số tơ tầm lẫn trong đó lao thẳng đến hiên viên kiệt. Căn bản không cần hiên viên kiệt phân phó, ngay phía sau người gã, một tên nam tử trắng kiện thân mang ngân giáp, cầm song thương trong tay, lập tức từ trong đám người bước lên phía trước chủ động ninh tiếp trong đôi mắt nam tử lóe lên ánh bạc một tầng ngân quang linh vực trong nháy mắt trải ra chính giữa huyễn hóa ra ngân sắc quang kính bề mặt rất lớn tựa như một tấm khiên chắn ở phía trước toàn bộ bạo tuyết trùng kích lên trên quang kính màu bạc lập tức có một mảnh ngân quang lóa mắt nổi lên bồng bềnh phản xạ toàn bộ bạo tuyết quay ngược trở lại ùn ùn tuôn ngược về phía sương bạch nghĩ tư nhìn thấy thân ảnh sương bạch bị bạo tuyết bao phủ trong mắt hiện lên vẻ lo âu song thương chiến tướng kia tên là ấn vô song chính là tu sĩ đại la đỉnh phong dưới chướng hiên viên kiệt tu luyện ngân chi pháp tắc dưới lực lượng kim thuộc tính cảnh giới và chiến lực đều không tầm thường nhưng ngay lúc này ngân sắc quang kính trước mặt kia bỗng dưng hiện ra một vòng xương lạnh ngay sau đó một tiếng két vang giòn phát ra từ trong đó vỡ nát ra tinh phấn ở bên trong gương bạc nổ tung tóe ra từng tia từng sợi tinh tuyến tơ tầm xuyên ra ở trong hư không ngưng tụ thành một cây giáo trắng như tuyết đâm thẳng về phía cổ họng ấn vô song trong mắt gã lóe lên vẻ kinh ngạc một cây song thương trong tay giơ ngang đón đỡ một cây đâm thẳng ra phía sau tinh màu trắng như tuyết kia nhìn như không có vật gì thế nhưng sau khi ấn vô song đâm ra một thương trong nháy mắt phát ra một âm thanh lạ rất nhỏ một bóng người hiện ra lại chính là xương bạch khóe miệng của y chảy ra một vết máu màu lam nhạt trước ngực cũng đã bị ngân thương đâm xuyên qua ngươi chỉ có chút năng lực ấy cũng dám ấn vô song thấy thế hơi ngạc nhiên không khỏi diếu cợt nói nhưng gã còn chưa kịp nói xong lập tức thấy chỗ ngân thương của mình xuyên qua thân thể xương bạch lại hóa thành từng sợi tơ tằm căn bản không nhận nửa điểm tổn thương thân sắc gã biến đổi quang mang ngân thương trong tay lóe lên ở trong tuôn ra một tầng lỏng màu bạc phát ra ánh kim loại bắn tung tóe về phía thân thể xương bạch mấy chỗ nó bám phải lập tức ngân dịch ngưng kết khoa thân thể ngay tại chỗ phá xương bạch lại không hề sợ thứ này chút nào hai tay bỗng kết pháp quyết trong miệng quát khẽ một tiếng sau một cái chớp mắt, dưới ngân giáp ấn vô song bỗng nhiên có thiên ti vạn lũ tinh ti trắng như tuyết xuyên ra, trong nháy mắt đã xé rách thân thể gã, hóa thành vô số mảnh vỡ. Thân thể xương bạch phục hồi tự do, lướt hạ xuống, xương tuyết bên ngoài quanh người tăng vọt, trong linh vực lập tức hiện ra một ngọn núi tuyết vạn trượt, rơi thẳng xuống vách núi kia. Thời khắc núi tuyết rơi xuống, tuyết động trên đó lập tức sụp đổ, tựa như thiên quân vạn mã đồng thời xuất trận vậy, bao phủ về phía hiên viên kiệt. xương Bạch từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hiên viên kiệt, y làm vậy, cũng chỉ là tranh thủ càng nhiều thời gian cho kim đồng càng tốt, có thể ngăn cản hiên viên kiệt được phần nào hay phần nấy. Bên kia, ấn vô song vừa mới bị xé nứt ra, đang hóa thành một vũng thủy dịch lỏng, một lần nữa ngưng tụ lại một chỗ. Phế vật, một lão giả mặc thanh bào khác sau lưng hiên viên kiệt thấy thế, nhịn không được mắng một tiếng. Lão bước ra, tay áo mở ra, tiếng gió phần phật phát tác, ống tay áo mở rộng gấp mấy trăm lần, từ đó truyền ra từng trận lực lượng xé rách vô cùng cường đại. Toàn núi tuyết vạn trượng nhìn như nguy nga kia, tuyết bạo sụp đổ xuống quả thật nhau nhau bị hấp thu mạnh mẽ. Chỉ qua mười mấy hơi thở, cả ngọn núi triệt để bị hút vào trong tay áo càn khôn, biến mất không thấy. Chỉ nghe một tiếng ầm lạ lẫm truyền đến, trên lưng con bọ cạp khổng lồ kia, kim quang trên quang cầu màu vàng bỗng nhiên chấn động, mặt ngoài bắt đầu hiện ra từng hoa văn hình vòng xoáy vô cùng huyền diệu, một loại khí tức khủng bố thôn phệ thiên địa bắt đầu từ đó phát ra. Nghĩ tư thấy thế, lập tức đại hỉ. Trên đại lục lơ lửng giữa trời vượt giới mà đến kia, tất cả tu sĩ thiên đình cảm nhận được khí thức khủng bố này, đều giật mình, người người lộ ra thần sắc hoảng sợ. Thực lực của người thế mà cũng đã tới bước này, toàn bộ thành viên nghe lệnh, toàn lực xuất kích. Ánh mắt hiên viên kiệt ngưng tụ, quát lớn, gã vừa dứt lời, không đợi đám người thiên đình động thủ, trung tâm vùng đại lục kia, bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Thân ảnh xương bạch chẳng biết lúc nào, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi đó, hai tay y đột nhiên vỗ xuống mặt đất, cả người hóa thành thiên ti vạn lũ tinh tuyến, dung nhập thẳng vào trong lòng đất. Chỉ một thoáng, một tầng băng xương lập tức lan tràn ra, cơ hồ đóng băng cả khối đại lục lại. Đắc thủ, nghĩ tư thấy thế vui mừng, nắm tay nói ra, nhưng mà, sự vui sướng này còn không duy trì nổi một hơi, ngay sau đó biến cố đã phát sinh. Chỉ thấy vầng sáng màu vàng đất trên toàn bộ đại lục nổi lên, một trận lực lượng pháp tác thổ thuộc tính cường đại chấn động, lập tức nhộn nhạo từ trong đó tuôn ra. Từng đợt thanh âm rầm 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 chấn động, theo đó từng khối từng khối đất đá trên toàn bộ đại lục liên tiếp tuôn ra như sóng biển. Tại mộ khối đại địa bằng phẳng ở vị trí trung tâm đại lục, bỗng nhiên một bàn tay to lớn được ngưng tụ từ đất đá đột một từ mặt đất mọc lên, đang nắm một nam tử tóc trắng mặc giáp da màu lam, vọt lên không trung. Sương Bạch, nghĩ tư thấy thế, vội vàng la lớn, nam tử tóc trắng kia hiển nhiên chính là Sương Bạch. Y bị cử thủ đất đá gắt gao bóp chặt không thôi, bên ngoài thân còn bị từng dây xiềng xích màu vàng sấm quấn quanh người. Ở trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính nồng đậm, nhìn như chỉ to bằng cánh tay, thế nhưng lại nặng như một ngọn núi, gắt gao cầm cố y lại, về cơ bản không cách nào động đậy. Cùng lúc đó, lực lượng pháp tắc của y cũng bị lực lượng kỳ dị này áp chế, cơ bản không thể nào điều động, băng xương phong tỏa trên đại lục lập tức tự động biến mất. Thiên quân lão tổ chỉ còn lại một tên nghĩ tư không đáng nhắc đến. Chuyện kế tiếp cứ giao cho chúng ta đi. Đứng ngang hàng cùng với ấn vô song và lão giả mặc thanh bào, một ả phụ nhân thân mang váy dài màu tím, liếc qua nghĩ tư, nói ra. Tốc chiến, tốc thắng. Mặt hiên viên kiệt không biểu tình, thản nhiên nói. Tuân mệnh, ba người đồng thời lên tiếng, dẫn theo đại quân tu sĩ thiên đình, giống như thủy triều cuốn tới. Nghĩ tư nhìn thoáng qua đoàn thiên ma vân xa xa kia, trong lòng lo lắng không thôi. Hiên viên kiệt vừa ra tay đã khống chế được xương bạch, mà Thanh Phong lại lâm vào trong thiên ma vân chậm trễ chưa về, chỉ bằng nàng thôi động đại trận thiên hạt diệt khước này, cũng ngăn cản không nổi. Liều mạng, có thể cản lâu thêm được chút nào, hay chút nấy. Nghĩ tư thở dài một hơi, miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng vang bén nhọn. Tinh thần bầy trùng nhao nhao ngưng tụ thành đại trận thiên hạt phấn chấn, đồng thời phát ra từng trận từng trận vang vọng trùng thiên, lộ ra một cỗ chiến ý, không tiếc thân mình liều chết một trận cùng với tu sĩ thiên đình mà đám trùng chiều còn đang dừng lại ở ngoài vết nứt không gian kia, trong mắt hồng quang càng thêm chấp động, không để ý vực ngoại không gian áp bức, nhau nhao tranh nhau chen lấn vọt vào. Số lượng đại quân kinh người hai bên đối chiến nhau, trong nháy mắt đã che nửa mảnh hư không lại, vực ngoại không gian lập tức giấy lên một mảnh chiến hỏa. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là hào quang lấp lóe, tiếng âu nơ minh dung mạnh, chấn động vạn dặm. Số lượng linh trùng mặc dù chiếm ưu thế, nhưng tranh lệch đẳng cấp với tu sĩ thiên đình thực sự quá nhiều, căn bản ngăn cản không nổi. Hai thanh ngân thương ấn vô song chỉ thẳng ra, lập tức có hai đạo ngân quang to lớn xuyên thủng qua, trong nháy mắt diệt sát mấy vạn linh trùng. Lão giả mặc thanh bào phất ống tay áo một cái, tiếng rít mãnh liệt, lại thu nạp thẳng mười mấy vạn linh trùng vào trong đó. Mà ả à, phụ nhân thân mang váy dài màu tím kia, tức thì hai tay run lên, lập tức tuôn ra một mảnh biển lửa màu tím, trong nháy mắt đã thiêu mấy chục vạn linh trùng thành cho tàn. Ba người bọn họ để lại chiến đấu sau lưng cho tu sĩ thiên đình, dẫn đầu vào tới đại trận cự hạt trước mặt, đánh giết về phía kim đồng. Chương 1340, ta là Hàn Lập. Nghĩ Tư đã đợi từ lâu cử động của ba người phu nhân váy tím. Thân hình nàng nhoáng lên, đã rơi vào trên đầu bò Cạp Thiên Hạt Diệt Khước đại trận, dưới thân nàng sáng lên một trận quang mang, một đôi đùi ngọc thon dài lại hóa thành thân thể kiến chúa, dung hợp với cự hạt. Mà tất cả linh trùng ở trong Thiên Hạt đại trận, trên thân đều tỏa ra điểm điểm quang mang một cỗ khí thức cường đại siêu Việt đại la đỉnh phong lập tức từ đó truyền ra. Bọn chúng rõ ràng là đang thiêu đốt sinh mệnh của mình, cung cấp năng lượng kéo dài duy trì tòa đại trận này. Trong đôi mắt nghĩ tiêu sáng lên ánh sáng trắng, bên trong đã không còn nhìn thấy thần thái vốn thuộc về nàng, hai tay nàng vung lên, cặp kềm bò cặp hai bên trái phải đồng thời vung ra. Trên chân gọng kìm, lưỡng sắc quang mang một trắng một xanh đồng thời tăng vọt. Chỉ một thoáng, trong hư không, một cỗ khí băng hàn cường đại không gì sánh được lan tràn ra, trong nháy mắt đánh thẳng tới lão giả thanh bào, đóng băng lão lại. Mà bên kia là một mảnh lục diễm dâng trào đầy trời, đụng vào tử diễm cuồn cuộn của phụ nhân váy tím, tóe lên vô số hỏa tinh hừng hực. Lục diễm sáng rực kia dường như có tính kết dính, chạm vào tử diễm, rất nhanh liền dung hợp vào nhau, nuốt chừng tử diễm, bước thẳng tới phụ nhân váy tím. Tường băng biển lửa này vừa ra, tựa như hai cánh cửa đóng lại, bảo hộ kim đồng vào trong. Ấn vô song bay ở bên trên, nhìn thấy đuôi gai kim câu nhổng lên thật cao kia, cũng không dám mạnh mẽ xông qua. Hiển nhiên, uy lực thiên hạt diệt khước đại trận này vượt xa ba người bọn họ dự đoán lúc trước. Hiên viên kiệt thấy cảnh này, lông mày không khỏi nhăn lại. Gã vốn không muốn tự mình động thủ, dù sao một khi vận dụng lực lượng pháp tắc, sẽ bị thiên đạo ăn mòn. Nhưng nếu kéo dài thời gian quá lâu, vạn nhất để cho cử lân trở lại vị trí đạo tổ, thật là được không bù mất. Phế vật, tránh ra, gã chợt quát một tiếng, bỗng nhiên phóng ra một bước về phía trước, làm một tư thế khom lưng, trên một nắm đấm ngưng tụ quang mang màu vàng đất, hóa thành một vòng xoáy màu vàng to lớn, muốn đánh tới phía trước. Nhưng vào lúc này, hư không sau người gã, bỗng nhiên chấp động một trận quang ảnh, một nam tử trung niên thân mang nguyễn giáp màu xanh trống rỗng nổi lên, hai tay nắm một thanh gai nhọn xoắn ốc màu xanh sẫm đâm thẳng tới sau tai viên viên kiệt. Nam tử tự nhiên chính là Thanh Phong, y cũng sớm đã thanh trừ thiên ma bên kia, sở dĩ không xua tan thiên ma vân, là vì để ẩn nấp hành tung tốt hơn, để trong một khắc mấu chốt này, phát động tập kích. Gai nhọn xoắn ốc trong tay y là bản mệnh pháp bảo, chính là một kiện tam phẩm tiên khí khó có được, một khi kích này trúng mục tiêu, mặc dù không có khả năng giết chết đạo tổ, nhưng cũng đủ làm đối phương bị thương. Nhưng ngay lúc này, Hiên Viên Kiệt đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, vòng xoáy màu vàng đất trên tay đột nhiên tiêu tán, ngược lại sau tay sáng lên một mảnh quang trạch lóa mắt như kim loại. Thanh Phong phát hiện mắc lừa, lập tức cảm thấy khủng hoảng, thân hình đang giữa không trung ngượng lại, bay ngược trở về, không công kích hiên viên kiệt nữa ngược lại rơi vào trên cự thủ đang nắm chặt xương bạch kia gai nhọn trong tay y vạch tả hữu một cái hai đạo quang mang sắc bén lập tức hiện lên trực tiếp chặt đứt xiềng xích pháp tắc trói trên người xương bạch ra sau đó một thanh níu vạt áo của gã kéo một cái lôi gã từ trong cự thủ ra hiên viên kiệt nhìn y cứu xương bạch ra nhưng lại không ngăn cản mà có chút tán thưởng nói ẩn nạp pháp tắc của ngươi quả thật không tệ từ đầu ngay cả bản tổ cũng không phát hiện được, đáng tiếc ngươi không nên đặt chân tại đại điện này. Thanh Phong nghe lời ấy, nhìn thoáng qua mặt đất dưới chân, lập tức tỉnh ngộ ra. Lấy tạo nghệ ẩn nặc pháp tắc của y, ở trong hư không che giấu thần thức đạo tổ như hiên viên kiệt dò xét mặc dù không dễ dàng, nhưng cũng không phải không làm được. Chỉ khi nào y rơi vào trên mặt đất, hiên viên kiệt là thổ chi đạo tổ, lập tức sẽ phát hiện. Y đành phải lùi lại cầu việc khác, từ bỏ ám sát hiên viên kiệt, ngược lại cứu xương bạch ra lúc này bản tổ không rảnh quan tâm các ngươi, chờ lần này triệt để diệt sát chủ tử của các ngươi, có thể sẽ thả các ngươi một con đường sống, lưu lại bên cạnh phụng dưỡng bản tổ. Hiên viên kiệt nói xong, tiện tay vung lên, cả tòa đại lục treo trên bầu trời lập tức rung mạnh không thôi, đại địa vốn kiên cố không gì sánh được lập tức điên cuồng cuồn cuộn, mảng lớn thổ lãng màu vàng phô thiên cái địa cuốn tới che phủ thân thể hai người thanh phong. Lúc thổ lãng còn cách mấy trăm trượng, hai người thanh phong liền cảm thấy quanh thân trì trệ một trận, tốc độ bay lượn trong nháy mắt chậm lại rất nhanh đã bị thổ lãng cuốn tới che phủ mất hiên viên kiệt không quan tâm tình huống sau lưng nữa ngưng thần nhìn về phía thiên hạt pháp trận kia một quyền trước đó chưa từng phát ra lại kéo đến đai lưng một cỗ lực lượng càng cường đại hơn so với lúc trước bắt đầu ngưng tụ chỉ thấy nửa người trên trần trụi của gã bắt đầu sáng lên từng tầng từng tầng vầng sáng màu vàng đất từng sợi lực lượng thổ thuộc tính pháp tắc cường đại tự nhiên mà thành ngưng tụ khắp bốn phía làm toàn bộ hư không cũng rung động theo ầm um, hiên viên kiệt hét to một tiếng cự quyền thu về bên hông bỗng nhiên oanh kích tới một vòng xoáy màu vàng đất ngưng tụ lực lượng pháp tắc cường đại trong nháy mắt phóng đại gấp trăm lần hóa thành một đạo phong bạo vạn trược điên cuồng xoay tròn cuốn đến kim đồng bên kia tất cả tu sĩ thiên đình thấy thế nhao nhao tránh sang hai bên đại quân bầy trùng lại không lùi mà tiến tới chủ động nghênh đón vòng xoáy phong bạo màu vàng kia chỉ một thoáng trăm vạn trùng triều đại quân khi tiến vào trong phạm vi phong bạo trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Sương Bạch và Thanh Phong không thể thoát khỏi thổ lãng chó chặt, xa xa nhìn thấy màn này, thần sắc đại biến. Nhĩ tư chính diện đón một kích này, trong đó ẩn chứa khí thức khủng bố, cảm thụ trực quan nhất, thời khắc này trong lòng nàng lạnh bốt một mảnh, chỉ có thể đánh cược tính mệnh, đón tiếp một kích này. Chỉ nghe trong miệng nàng hét dài một tiếng, ánh sáng màu trắng trong đôi mắt càng ngày càng thịt, một thân lực lượng pháp tắc cũng theo đó đốt cháy lên, trùng tộc trong thiên hạt đại trận bất kể sinh tử, toàn lực đốt cháy sinh mệnh của mình đưa tới toàn bộ thiên hạt đại trận tại thời khắc này rốt cuộc phóng xuất ra toàn bộ huy năng toàn bộ pháp trận có màu xanh đen chuyển thành màu tuyết trắng thông thấu thân ảnh linh trùng bên trong đã không còn tồn tại chỉ còn lại một chút quang mang sáng óng ánh lưỡng sắc quang mang trên hai cái gọng kìm của nó cũng theo đó sáng đến cực hạn băng xương lục diễm lan tràn ra mười mấy vạn trượng hóa thành hai mảnh hải dương băng hỏa đồng thời va chạm với vòng xoáy màu vàng đất kia ầm ầm một trận thanh âm nổ đùng kịch liệt không ngừng từ chỗ va chạm cuồn cuộn lan ra, lực lượng pháp tắc khác biệt va chạm vào nhau, nhất thời làm vùng hư không kia phát sinh vặn vẹo, ở giữa đổ sụp ra một dòng xoáy không gian đen như mực. Tất cả băng xương và lục diễm đều nhao nhao bị lỗ đen thu nạp, tràn vào trong đó biến mất không thấy. Vực ngoại không gian vốn cũng không có nhiều tia sáng, tại một sát na này, cơ hồ tất cả quang mang đều bị lỗ đen kia thu nạp, khắp nơi đều lâm vào một màu đen kịt. Một mực kéo dài mười mấy hơi thở, lỗ đen kia mới dần dần biến mất tia sáng bốn phía mới dần dần khôi phục bình thường thiên hạt diệt khước đại trận đã biến mất không thấy tất cả trăm vạn linh trùng bảy trận đều biến thành cho bụi chỉ để lại một nửa thân thể nghĩ tư vẫn còn lơ lửng trước người giáp trùng màu vàng ngăn ngăn trở khóe miệng nàng chảy xuống vết máu thân sắc thê thảm trong mắt có từng tia từng tia quang mang nhưng mà còn không đợi nghĩ tư cao hứng xong hư không phía trước bỗng nhiên kịch liệt chấn động lại một quyền ảnh màu vàng đất lớn vạn trượng phá không cuốn tới, mắt thấy sẽ đập chúng nàng. Nàng yên lặng lơ lửng trong hư không, không thể tránh thoát, các nàng đã dùng hết tính mệnh cũng chỉ có thể ngăn chờ một kích bản nguyên đạo tổ, nếu không cách nào bảo vệ trùng tổ đắc đạo, vậy cùng vẫn lạc một chỗ đi. Loại thực lực sai biệt khác nhau một trời một vực này, thực sự làm cho người tuyệt vọng. Nhĩ tư chậm rãi nhắm hai mắt lại, đã chạy trốn một lần, lần này nàng không muốn lại chạy trốn nữa. Lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính bàng bạc như biển, đã cuồn cuộn đánh tới, đè ép mảnh không gian này bắt đầu sụp đổ tầng tầng. Không, Thanh Phong và Sương Bạch thấy cảnh này, đều không cam lòng gầm thét lên. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến phát sinh, chỉ thấy trong khe nứt không gian trên đỉnh đầu Nghĩ Tư, một vệ kim tiên thái ất đột nhiên đi ra, trên lưng thình lình còn cưỡi một nam tử cao lớn mang trường bào màu xanh. Hắn vừa mới hiện thân, liền dẫm một cước lên lưng con vệ kim tiên kia, thân hình linh xảo nhảy lên, phiêu nhiên rơi vào trước người Nghĩ Tư, đưa tay vung lên phía trước chỉ thấy một vệt kim quang bắn nhanh ra hóa thành một bảo luân màu vàng to lớn lơ lửng giữa trời thời gian đạo văn bao quanh trên đó sáng lên phóng xuất ra trận trận tia sáng màu vàng nồng đậm không gì sánh được tập hợp thành một đạo quang trụ khổng lồ vào tới quyền ảnh màu vàng đất kia cả hai va chạm vào nhau nhưng lại không có tiếng oanh minh dị hưởng quyền ảnh kia liền tựa như nện lên trên một nhùi bông rõ ràng không gây nửa điểm tổn thương tốc độ đi tới cũng dần chậm lại ầm ầm nương theo một trận thanh âm điện quang lưu chuyển vang lên 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm từ bốn phía quang trụ màu vàng bay xoáy tới, như 72 đầu kim long, đâm thẳng vào trên quyền ảnh khổng lồ kia. Ầm ầm một tiếng cự minh rung trời, vạn đạo lôi quang màu vàng đột nhiên nổ bể ra, quyền ảnh màu vàng đất trong nháy mắt bị nguồn lực lượng lôi điện cuồng bạo không gì sánh được này nổ bể, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán. Hắn là, nghĩ Tư cảm nhận được ba động biến hóa phía trước, chậm rãi mở mắt ra, lại chỉ thấy bóng lưng một tên nam tử nhân tộc. Lúc nàng còn đang nghi hoặc liền nghe trên vùng đại lục kia, thanh âm hiên viên kiệt bỗng nhiên truyền đến. Ngươi là người nào, ta là Hàn Lập, tu sĩ nhân tộc kia đứng chắp tay, cao giọng đáp. Tên nam tử nhân tộc cao lớn kia, tự nhiên chính là Hàn Lập, một đường cưỡi vệ kim tiên thái ất đuổi đến đây. Âm thanh trôi qua, bảo luân màu vàng kia trong nháy mắt đảo ngược quay về, treo sau lưng Hàn Lập. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm cũng hóa thành lưu quang treo phía sau hắn, khiến cho bóng lưng của hắn nhìn trở nên anh tư bừng bừng khí phái, Phong Lưu thoải mái nói không hết lời. Hàn Lập, không ngờ là ngươi, hào tiểu tử, dũng khí cũng không phải ít, dám chính mình xuất hiện trước mặt bản tổ. Hiên viên kiệt đánh giá Hàn Lập một chút, lạnh lùng nói ra. Hiển nhiên, gã đã biết Hàn Lập tồn tại, ngươi chính là hiên viên kiệt à. Lúc trước, chính là ngươi làm hại kim đồng rớt khỏi vị trí đạo tổ, không thể không tự hủy thân thể đạo tổ, phân tán trong tiên vực minh mông. Sắc mặt Hàn Lập không đổi, không sợ chút nào, cao giọng hỏi ngược lại chương 1341, phá đạo, kim đồng, ngươi nói là cứ lân à, nàng là gì của ngươi? Hiên viên kiệt có chút ngạc nhiên hỏi, nàng là linh sủng của ta? Hàn lập chậm rãi nói, cuồng đồ lớn mật, sao dám gọi trùng tổ là linh sủng của ngươi? Nghĩ tư nghe lời ấy, lập tức giận tím mặt, lên tiếng trách cứ. Ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian khôi phục thương thế, ta nhiều nhất chỉ ngăn cản một mình hiên viên kiệt, những người khác nếu đều xông lên như ong vỡ tổ, ta cũng không có biện pháp chặn lại hàn lập chỉ hơi nghiêng nửa thân hình nhàn nhạt mở miệng nói nghĩ tư nhìn thấy hàn lập có khuôn mặt phổ thông trong lòng thoáng có chút thất vọng dù sao vừa rồi tấm lưng hàn lập kia dưới sự phụ trợ của khung cảnh kia thật sự là quá mức kinh diễm hàn lập nói xong lại quay thân lại lần nữa lưu lại cho nghĩ tư một bóng lưng nghĩ tư nhìn bóng lưng hàn lập cảm nhận được khí tức trên thân hắn càng ngày càng thịt trong lòng kinh hãi không thôi hắn rốt cuộc là ai vì sao trên thân lại có ba động thời gian pháp tác cường đại như vậy được rồi, bản tổ cũng dư lời hỏi một chút, người đã tự mình đưa tới cửa, vậy ngay cả người cũng phải bị diệt trừ, cũng coi là chuyến này thêm một kẻ không nhỏ. Hiên viên kiệt cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Hàn lập không trả lời, tay vung lên, khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt, một màn sáng màu vàng trong nháy mắt khuếch trương ra, hóa thành một đạo thời gian linh vực to lớn, bao phủ mấy chục vạn dặm chung quanh. Tu sĩ thiên đình vốn đã lui khỏi vị trí hai bên, lập tức cảm thấy như hãm vào vũng lầy, nửa bước khó đi. Trong đám bọn họ, ngoại trừ ba người ấn vô song, cũng chỉ còn lại cực ít người còn có thể bảo trì hành động tự do, chỉ là tốc độ tự nhiên xa xa không bằng lúc trước. Thế mà bỏ mặc người tu luyện thời gian pháp tắc chi lực tới tình trạng như thế, rốt cuộc cổ hoặc kim đang dở trò quỷ gì. Hiên viên kiệt cảm nhận được trong linh vực hàn lập ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, thân sắc trên mặt như thường, nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi. Nhưng điều này, càng làm gã thêm quyết tâm muốn bóp chết hàn lập ở đây. Chỉ thấy tay gã vung lên, Toàn bộ đại lục treo trên bầu trời tựa như chiến hạc, nhanh chóng bay về hướng Hàn Lập bên này. Hàn Lập thấy vậy, một tay bấm kiếm quyết, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lập tức hóa thành đạo đạo kiếm quang, cuốn theo cuồn cuộn lôi điện, chủ động bắn về phía Hiên Viên Kiệt. Hiên Viên Kiệt chắp tay trước ngực thi pháp, trước người liền sáng lên hai mảnh tia sáng màu vàng. Lúc tất cả phi kiếm đâm trúng hoàng quang, trong nháy mắt ngay cả lôi điện chi uy cũng không kịp phóng thích, giống như lướt qua mặt băng, bị tùy tiện trượt qua chỉ có chút năng lực ấy, còn, hiên viên kiệt còn chưa nói hết, liền thấy thân ảnh hàn lập với một loại tốc độ mau lẹ không tầm thường vọt thẳng tới gã. Trong lòng gã vui mừng, lấy thời gian pháp tắc chi lực cưỡng ép phá bản nguyên pháp tắc thổ thuộc tính, không khác lấy trứng trọi đá. Phạm hàn lập dám dùng biện pháp vụng về lấy lực tấn công gã, gã nắm chắc có thể một kích phá hủy. Nhưng mà, hàn lập hiển nhiên không phải kẻ ngốc, lúc cả hai sắp đụng vào nhau, trên thân hàn lập bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang lôi điện, thân ảnh hắn cũng như điện chớp, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngay tiếp theo trong một cái chớp mắt, một chuôi trong đám thanh trúc phong vân kiếm vừa mới bị Hiên Viên Kiệt làm trượt đi, trên thân kiếm lóe lên điện quang, Hàn Lập trống giống xuất hiện, đứng ở trên phi kiếm. Thật nhanh, Hiên Viên Kiệt đột nhiên quay đầu lại, rốt cuộc trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Vừa rồi trong nháy mắt Hàn Lập di động, tựa hồ không phải thuật pháp thời gian pháp tắc gây nên, giống như có quan hệ cùng những phi kiếm ẩn chứa lôi điện pháp tắc kia. Hàn Lập đi ra đại lục sau lưng Hiên Viên Kiệt, hai tay vạch một cái, một đạo kim quang ngưng tụ thời gian pháp tắc chi lực lập tức chém ngang ra, hóa thành một mảnh thủy chiều màu vàng, quét sạch nửa đại lục treo trên bầu trời kia. Trên đại lục tàn phá bừa bãi, bị tầng thời gian pháp tắc chi lực như thủy chiều màu vàng bao trùm, lập tức khói bụi tản mạn, cơ hồ ngưng lại. Hai người xương bạch và thanh phong bị vây ở trong dựa thế thoát thân, bay lên trên bầu trời. Bên này giao cho ta, đi bảo vệ cử lân. Hàn lập đưa lưng về phía hai người, mở miệng nói. Thanh Phong và Sương Bạch liếc mắt nhìn nhau, mặc dù đối với lời nói trước đây của Hàn Lập vẫn canh cánh trong lòng, nhưng bây giờ dưới tình thế bắt buộc, đành phải ôm quyền về phía Hàn Lập, thân hình bay vút đi thẳng đến Kim Đồng bên kia. Ba người ấn vô xong thấy thế cũng vội vàng tấn công về hướng Kim Đồng, đánh cùng ba người nghĩ tiêu thành một đoàn. Về phần những tu sĩ thiên đình kia, 89 phần người đều không cách nào chống lại uy lực linh vực Hàn Lập, căn bản không tránh thoát, vẫn bị giam cầm nguyên tại chỗ. Bất quá chỉ là đại la thật coi chính mình là đạo tổ sao. Hiên viên kiệt thét dài một tiếng, tay vung lên, vùng đại lục đứng yên dưới chân hàn lập, chỉ một thoáng toàn bộ sáng lên một vầng sáng màu vàng, một cỗ lực hút cường đại không gì sánh được từ đó chuyển đến, như vũng lầy hoàng tuyền, gắt gao hút lấy hai chân hắn ngay tại chỗ. Ngay sau đó, chỉ thấy hiên viên kiệt bỗng nhiên đưa tay ra nắm mạnh giữa không trung, tiếp theo vung xuống phía dưới. ầm ầm, một trận thanh âm nổ thật to, càng thâm thúy vang hơn cả vực ngoại không gian, Hàn lập ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn khối thiên ngoại vẫn thạch lớn nhỏ không đều hình dạng khác nhau, dưới một cỗ lực lượng cường đại lôi kéo xuống dưới, dáng phủ lên đầu mình. Lực ma sát to lớn, khiến cho trên tất cả thiên thạch đều bốc cháy lên hỏa diễm xích hồng, dưới màn trời đen kịt càng làm nổi bật, tựa như hỏa vũ lưu tinh chói mắt. Chỉ là lưu tinh này bị lực lượng pháp tác thổ thuộc tính của hiên viên kiệt gia trì, uy lực tự nhiên tăng cường gấp trăm lần không thôi. Hàn lập nhướng mày, thiên sát chấn ngục công trong thể nội vận chuyển, quanh thân sáng lên 1.800 huyền khiếu, bước tới một bước, ngạnh sinh với hoàng quang ở mặt đất tỏa ra. Hiên viên kiệt thấy thế, nhướng mày, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, chắp tay trước ngực. Dầm dầm dầm, nương theo một trận oanh minh cực tốc, hai bên đại địa trên vùng đại lục treo trên bầu trời cấp tốc phun trào, địa thế vốn bằng phẳng trong nháy mắt nâng lên hai tòa sơn phong, đập vào phía trung tâm. Hàn lập vừa tránh thoát một chân, liền bị hai tòa sơn phong gào thét trùng điệp giáp công vào trung tâm ầm ầm một tiếng vang rung trời, toàn bộ đại lục treo trên bầu trời chấn động kịch liệt, hai ngọn núi lớn va chạm kia gần như đồng thời sụp đổ, đổ sụp tại một chỗ. Không ổn, nghĩ tư nhìn khói bụi nổi lên bốn phía chiến trường bên kia, trong lòng thở dài nói. Mặc dù nàng không rõ quan hệ thực sự giữa Hàn Lập và Kim Đồng, nhưng cũng biết đối phương là đến giúp đỡ trùng tổ nhà mình, thấy hắn bị hiên viên kiệt chấn áp, tự nhiên cũng lo lắng không thôi. Còn không đợi nàng lo lắng xong, trên không của vùng đại lục kia liền vỡ ra từng kẽ nứt không gian kinh khủng, những thiên ngoại vẫn thạch rơi đập thẳng xuống ẩm vang, tiếng nổ đùng đoàn không ngừng truyền đến. Dầm dầm dầm, toàn bộ đại lục treo trên bầu trời cơ hồ bị vẫn thạch hỏa vũ bao phủ, oanh minh dữ dội kia một mực kéo dài mười mấy hơi thở. Chờ đến lúc tiếng vang ngừng lại, tất cả sơn hình địa thế trên đại lục đều bị lực lượng cường đại này nện như điên phía dưới, san thành bình địa. Nhìn qua, khắp nơi đều thủng trăm ngàn lỗ, một mảnh hỗn độn, Phảng phất toàn bộ thổ địa đại lục đều bị bốc lên một lần, khắp nơi đại địa còn lưu lại hỏa tinh cho tàn và khói bụi. Hiên Viên Kiệt liếc qua bên này, có chút hài lòng với kiệt tác của mình, thân hình gã chuyển động, định tiến đến hướng kim đồng bên kia. Nhưng ngay lúc này, lông mày của gã bỗng nhiên nhíu một cái, quay người lại. Chỉ thấy trên đại lục đã rách nát không chịu nổi, mặt đất kịch liệt chấn động, một thân ảnh to lớn bỗng nhiên từ dưới mặt đất khô cằn chậm rãi đứng lên, ba cái đầu lâu chân linh chuyển động qua trái phải một chút, sáu cánh tay cũng chấn động chấn cho bụi đất trên người rớt xuống dưới, tiếp theo xa xa nhìn về phía hiên viên kiệt. Công pháp rèn thể ma tộc, hai mắt hiên viên kiệt nhắm lại, nói, tảng đá kia cũng không quá cứng, hay là thử một chút quả đấm của ta đi. Ba cái đầu hàn lập đồng thời mở miệng, cao giọng nói. Vừa dứt lời, đại ngũ hành huyến thế quyết trong thể nội vận chuyển lên, khom bước về phía trước, bày ra một quyền nhìn như tùy ý, tất cả sáu cánh tay đều co vào đai lưng, tụ lực chờ đánh tới. Cùng lúc đó, năm loại thuộc tính thời gian pháp tác chi lực bắt đầu nhanh chóng ngưng kết quanh thân bắt đầu chiếu ra năm đạo hào quang màu sắc rực rỡ cũng từng giờ từng phút dung hợp với nhau kẻ này lại tu luyện thời gian pháp tác chi lực đến tình trạng như thế hiên viên kiệt thấy cảnh này rốt cuộc thần sắc trên mặt xảy ra biến hóa gã cũng cảm nhận được một chiêu này của hàn lập không tầm thường trong lòng không còn dám nửa phần chủ quan lập tức hai tay hợp lại trước người hai mắt cũng chậm rãi nhắm lại theo hai mắt nhắm lại bên ngoài quanh thân gã lập tức có từng tia từng sợi tia sáng màu vàng đất lan tràn ra một mực kéo dài trong hư không biến mất không thấy mà cộng hưởng với mặt đất trên thân gã bắt đầu tản mát ra một loại khí thức thập phần cổ quái hàn lập ngay lúc ngưng thần phát động công kích cũng bị cỗ khí thức kỳ lạ này hấp dẫn nhịn không được nhìn về phía hiên viên kiệt thời khắc này hiên viên kiệt mặc dù mắt trần có thể thấy được thân thể lơ lửng ở bên kia lại làm cho hàn lập sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt giống như gã căn bản không ở bên đó hắn là thân thể đạo tổ, cũng là đại đạo hiển hóa. Đây là quang cảnh sau khi hợp đạo sao, trong lòng Hàn Lập hơi xúc động, thầm nghĩ, bất quá, giờ phút này không phải lúc cảm khái, hai mắt hắn bỗng nhiên ngưng tụ, năm loại thời gian pháp tắc chi lực trên thân đã ngưng kết xong, bên ngoài thân cũng bắt đầu hiện ra từng đường vân màu đen. Ở trên lưng, quang ảnh các loại cụ tượng thời gian pháp tắc như chân ngôn bảo luân nổi lên từng cái, phân bố như vòng tròn, tỏa ra kim mang lóa mắt. Phá cho ta, Hàn Lập quát lớn một tiếng, linh văn trên sáu cánh tay đại phóng quang mang sáu đầu nắm đấm to lớn đồng thời vung đánh ra huyễn hóa ra vô số đạo quyền ảnh hai màu kim hắc ầm vang đánh tới phía trước chỉ thấy những quyền ảnh khổng lồ kia ở trong hư không chấp liên tục cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện trước người hiên viên kiệt trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hai mắt hiên viên kiệt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra trong đôi mắt không thấy con người màu đen chỉ còn lại một mảnh vầng sáng màu vàng đất nhìn có chút trống rỗng lại ẩn chứa lực lượng vô tận đại đạo chi uy há man lực ngươi có thể phá. Hiên viên kiệt quát khẽ một tiếng, chỉ thấy gã nâng lên một bàn tay, chậm rãi đẩy tới phía trước, toàn bộ hư không vực ngoại cũng kịch liệt chấn động theo. Trong lòng bàn tay gã nổi lên một cơn lốc xoáy, vô số quang mang màu vàng đất dâng trào, trực tiếp hóa thực ngưng tụ thành một bức tường hoàng kim cao to lớn, ầm ẩm, ẩm đẩy tới phía trước. chương 1342, mặt không đổi sắc. Hàn lập thi triển đại ngũ hành diệt tuyệt quyền, hung hăng đập vào trên bức tường màu vàng óng được tạo ra từ lòng bàn tay của Hiên Viên Kiệt, trong nháy mắt nổ mạnh một tiếng. Ầm, um, một tiếng vang thật lớn, tất cả quyền ảnh ở trước đều nổ tung, hóa thành từng luồng ba động vô cùng cường đại, quét qua bốn phương tám hướng. Bức tường màu vàng óng kia cũng chấn động theo, tạo ra vô số kẽ nứt, nhưng không bị vỡ nát ra, ngược lại trên đó còn truyền ra lực phản chấn cường đại về phía Hàn Lập. Hàn Lập vừa mới thi triển đại ngũ hành diệt tiệt quyền, nên không thể nào tránh kịp bị nguồn sức mạnh này va chạm, lập tức bay ngược ra sau. Sau bức tường, Hiên Viên Kiệt cũng không tốt hơn bao nhiêu, cả người chìm vào trong ba động thời gian pháp tắc chi lực do thần quyền tạo ra. Thân thể gã như bất động, một lúc sau cũng không thể động đậy. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm ở xung quanh, chẳng biết từ lúc nào đã biến thành 72 phỉ thúy đồng tử sinh sắn, tự mình bay lượn hoàn toàn không cần người điều khiển. Chỉ thấy tất cả kiếm linh đồng tử bay đến vị trí của kiếm trận, Kim quang quanh thân dồn dập nổi lên, một lần nữa hóa thành từng chuôi phi kiếm to lớn, dài trăm trượng lơ lửng ở trên không. Ầm ầm, theo sau âm thanh trầm thấp, trong vực ngoại không gian đen kịt, một tòa thiên môn vạn trượng khí thế hùng hồn hiện lên. Bốn phía thiên môn, vô số kim vân đang ngưng tụ, cuồn cuộn không dứt, đủ các loại hình dạng khác nhau. Lúc này, thiên môn mặc dù vẫn đóng chặt, nhưng bên trong tiếng sấm giao nhau không ngừng truyền ra, từng trận khí tức lôi điện nồng đậm đè nén không được cũng đang thẩm thấu ra bên ngoài. Sao lại như vậy? Rõ ràng hắn tu luyện là thời gian pháp tắc chi lực, không thể nào chỉ dựa vào một bộ kiếm trận mà phát ra lôi điện pháp tắc chi uy cường đại như thế được. Ấn vô song và xương bạch giao đấu ở xa, thấy cảnh này cũng đều chấn động vô cùng. Gã làm sao biết, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập, cũng giống như bản thân của hắn, đã trải qua muôn ngàn thử thách. Trong mỗi một chuôi, đều thu nạp lực lượng pháp tắc khổng lồ của lôi quỳ chi nhãn, có thể so với tam phẩm tiên khí. Tu sĩ Đại La cảnh bình thường cầu một thanh tam phẩm tiên khí cũng không được, huống chi là 72 thanh, lại tương đương với 72 tên tu sĩ Đại La cảnh cùng ra tay, uy lực cường đại là hiển nhiên. Hàn Lập và Kiếm Trận tuy cách xa nhau nhưng tâm niệm lại tương thông. Ý niệm trong lòng hắn vừa động, lập tức vạn trưởng kim môn kia phát ra tiếng vang ù ù, rồi chậm rãi mở ra. Bên trong thiên môn là một mảnh đại dương màu vàng óng mênh mông, có vô số thác nước lôi điện từ trên cao đổ xuống, ngàn vạn đầu lôi điện giao long đang quay cuồng từng con miệng ngậm long châu cùng sông về phía cửa thiên môn. Ầm ầm, từng đợt âm thanh đinh tai nhức óc của lôi điện giao thoa không ngừng vang lên, vùng hư không bị uy áp của thiên môn đè ép trở nên chấn động không ngừng, các kẽ nứt không gian nhỏ xíu đang dần dần xuất hiện. Nếm thử chiêu này nữa, xem sao. Hàn Lập đột nhiên từ mặt đất đứng lên, hai tay đồng thời giật mạnh. Giam cầm chi lực trong thiên môn lập tức biến mất, vô số lôi điện giao long không bị quản thúc, từ lôi hải điên cuồng lao ra, xông về phía Hiên Viên Kiệt một cách mãnh liệt nháy mắt toàn bộ vực ngoại không gian đều bao phủ trong một mảnh lôi điện chiều cường làm lòng người rung động không thôi bảo vệ trùng tổ thanh phong hét to một tiếng nhĩ tư và xương bạch đều bay ngược về không dây dưa với ba người ấn vô xong nữa sau đó đứng chắn trước người kim đồng lúc này vòng xoáy màu vàng ngoài thân kim đồng đã biến mất không thấy trong kẽ nứt không gian ở bốn phía cũng không còn phệ kim trùng bay ra hiển nhiên tất cả phệ kim trùng giải rác khắp nơi trong tiên vực đều đã dung nhập vào trong cơ thể nàng Chẳng biết tại sao, khí tức trên thân nàng mặc dù không ngừng bành trướng, nhưng rốt cuộc không cách nào đột phá cửa ải cuối cùng kia, nên không thể khôi phục chân thân của đạo tổ thôn vệ pháp tắc. Ba người ấn vô song thấy vậy, cũng không dám tiếp tục dây dưa, vội vàng rời xa lôi điện chiều cường, bay về phía sau tránh đi. Những tu sĩ thiên đình còn sức lực thì dối rít chạy tán loạn, còn những kẻ vô lực kia thì nhanh chóng bị lôi điện chiều cường cuốn vào. Xì xì xì, từng dòng điện bắt đầu xuất hiện, âm thanh liên tục vang vọng, toàn bộ hư không đã biến thành hải dương lôi điện. Hàng vạn đầu lôi điện giao long qua lại trong hư không, không ngừng sông về phía hiên viên kiệt. Những lôi điện giao long này miệng ngậm lôi châu, ẩn chứa trong đó là chân ý lôi điện tinh thuần nhất trong thiên địa, cũng đang từ từ tới gần hiên viên kiệt. Hôm nay nếu không diệt trừ ngươi tại đây, ngày sau nhất định là mối họa không thua gì luân hồi điện chủ. Hôm quang trong mắt hiên viên kiệt chấp động, hét lớn một tiếng. Hai tay gã hợp lại ở phía trước, sau đó kết một pháp quyết phong cách thập phần cổ xưa, trong miệng cũng vang lên từng trận âm thanh tụng niệm. Bất chợt trong toàn bộ vực ngoại hư không, không biết từ đâu bay tới âm thanh ngâm sướng như phản âm tuyên cổ, cùng âm thanh của hiên viên kiệt cộng hưởng với nhau, như tiếng chuông to lớn đang quanh quẩn. Phạm vi trăm vạn dặm, không gian nơi đây đột nhiên ngừng lại trong chớp mắt, một âm thanh vang dội bảo phát, vang vọng toàn bộ vực ngoại không gian. Hàn lập biến sắc, kim quang bao phủ quanh thân, bay lên giữa trời. Đại lục phía dưới sau tiếng oanh minh triệt để nổ tung, tất cả núi đá công trình bằng gỗ đều hóa thành cho bụi. Chỉ có lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính ẩn chứa trong đó cùng ngưng tụ lại, thành một dòng quang hà màu vàng đất. Hiên viên kiệt đánh ra một quyền, toàn bộ quang hà bị gã dẫn dắt, lao về phía lôi điện chiều cường kia. Âm một tiếng vang thật lớn, vượt ngoại không gian vốn đen kịt, tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số lôi điện giao long ngậm long châu lao vào quang hà, bùng phát ra từng vòng xoáy lôi điện vô cùng to lớn, điên cuồng cuốn về bốn phương tám hướng. Trên trời cao, tím xanh vàng bạc, các loại màu sắc phòng xoáy lôi điện, cùng dòng sông ẩn chứa thổ thuộc tính pháp tắc tinh thuần kia quấy đến long trời lở đất. Từng đạo lôi điện to lớn mười mấy vạn trượng, dài ngoằng va chạm khắp nơi, làm cho hư không bốn phía sụp đổ từng khúc. Tu sĩ Thiên Đình còn sót lại, bất chấp tất cả, nhao nhào chạy thục mạng vào phía trong các kẽ nứt không gian liên thông các tiên vực khác. Một kích này, dự uy bạo phát thực sự quá mức cường đại, hư không bốn phía chỗ kim đồng cũng đang không ngừng tan vỡ. Ba người nghĩ tư liên thủ chống đỡ tạo ra một màn sáng hình tròn, mới miễn cưỡng ngăn cản lực lượng này, nhưng lập tức lại muốn vỡ ra. Một tay hàn lập bấm kiếm quyết, vận dụng kiếm trận lôi độn chi thuật, trên thân sáng lên một đạo kiếm quang màu vàng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ, ngay sau đó liền xuất hiện trên một thanh trúc phong vân kiếm. Chỉ thấy hai tay hắn vung về phía trên không, trên thân nổi lên ba động thời gian pháp tắc, chân ngôn bảo luân, quang âm tịnh bình, huyền thần sa lậu, đông ất thần mộc, đoạn thời lưu hỏa, năm kiện đồ vật pháp tác hiện ra, vào sẵn vị trí của mình. Bầu trời phía trên vực ngoại không gian, chỉ một thoáng có thêm một vầng trăng tròn màu vàng và dây xích đầy trời, phía dưới sông núi, mặt đất hiện ra, rừng núi bụi cây sinh sôi phảng phất như đang đi tới một thế giới khác. Sau khi ngũ hành huyễn thế quyết bao phủ mấy trăm vạn dặm, ba người nghĩ tư cảm giác được áp lực quanh thân đã buông lỏng, nhưng không ai dám thu lực lại, vẫn chống đỡ màn sáng che chở kim đồng. Hàn lập, người thành công chọc giận bản tọa, hôm nay để cho ngươi thấy, đạo tổ giận dữ thật sự là thế nào. Âm thanh hiên viên kiệt từ đối diện truyền đến, cuồn cuộn như sấm, kéo dài không dứt. Tại hạ rửa mắt chờ đợi, Hàn Lập bật cười lớn, chậm rãi nói ra, nghĩ tư từ xa nhìn lại, thấy được nụ cười trên mặt Hàn Lập, sự sùng kính trong lòng đối với hắn tại thời điểm này tăng lên cực hạn. Trong suy nghĩ của nàng, có can đảm lấy tu vi đại la cảnh đối diện trực tiếp đạo tổ là không thể được. Phải biết rằng, mỗi tiểu cảnh giới của đại la cảnh tranh lệch như rãnh trời. Tu sĩ đại la cảnh nếu so với đạo tổ, không khác gì lấy đom đóm so với trăng sao trong đêm. Mà đối phương lại là hiên viên kiệt, năm đó dù là đạo tổ trùng tổ cũng chịu thua, phải hóa thân thành ngàn vạn mới tránh thoát được một kiếp. Lại qua nhiều năm như vậy, thực lực của hiên viên kiệt tăng lên càng không thể nào tưởng tượng được. Nguyên lai like thế gian này, vậy mà thật sự có người núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt nhưng mặt cũng không đổi sắc, thậm chí còn có thể cười như vậy. Mặc dù trong lòng nghĩ tư nghĩ Hàn Lập sẽ cử tử nhất sinh, nhưng vẫn cảm khái không thôi. Nhưng trên thực tế, lúc này lòng bàn tay Hàn Lập đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn sỡ dĩ thản nhiên như vậy, bất quá là để chọc giận hiên viên kiệt, bởi vì chỉ có thể ép gã tới một bước kia, hắn mới có cơ hội để chiến thắng. Bất quá, trong lòng Hàn Lập càng thêm hy vọng, Kim Đồng lập tức có thể tiến dai lên đạo tổ. Sau một lúc lâu, lôi điện chiều cường và con sông lớn màu vàng giao phong với nhau cũng đến hồi kết thúc, trong vực ngoại không gian xuất hiện hai vòng xoáy lỗ đen, nhưng thật lâu sau cũng không biến mất. Hiên viên kiệt ở trong hư không nhanh chóng tiến lên, mỗi một lần đặt chân, dưới chân liền xuất hiện vầng ánh sáng màu vàng, trong hư không cũng theo đó vang lên âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc. Ánh mắt hàn lập ngưng tụ nhìn về phía gã, thần sắc lập tức biến đổi. Hắn phát hiện, vào lúc này trong mắt của hiên viên kiệt không có chút sắc thái tình cảm nào, chỉ có trống rỗng tĩnh mịch, mơ hồ có thể nhìn thấy hai đạo phù văn kỳ dị, cổ xưa. Mà quanh thân gã, có từng tầng ba động mắt thường khó có thể thấy được theo mỗi bước chân đạp xuống lặng lẽ lan tràn khắp hư không dù lấy thị lực của hàn lập cũng không thể nào thấy được hàn lập hiêu rõ ẩn chứa trong ba động kia là thổ chi chân ý đến từ thiên địa xa xưa giờ phút này thân thể gã như đang hợp lại với đất ý thì hợp với thiên đạo chỉ thấy hiên viên kiệt bỗng nhiên dừng bước hé miệng nhả ra hai chữ vang vọng như chuông đồng địa diệt lời vừa nói ra khí thức trong toàn bộ vực ngoại không gian lập tức biến đổi một cỗ lực hấp dẫn cực kỳ cường đại không gì sánh được từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ tập lại, tràn vào thân Hiên Viên Kiệt. Hai tay Hiên Viên Kiệt mở ra, toàn thân như khoác lên tầng ánh sáng màu vàng kim, khí tức trên người không còn nửa điểm thường nhân, mà giống như một pho tượng thần từ thuở hoang sơ trong thiên địa. Cuối cùng thời cơ đã đến, Hàn Lập không tỏ ra sợ sệt, ngược lại còn vui mừng thì thầm một tiếng. Chương 1343, Hóa đạo. Vừa dứt lời, Hàn Lập dùng một tay kết kiếm quyết vung lên chỉ về phía sau lưng. 72 kiếm linh đồng tử lập tức bay vút đi, bao bọc ba người kim đồng, nghĩ tư vào chính giữa. ầm ầm ngay sau đó, nương theo điện quang lập lòe trói mắt, một tòa lôi trận cự đại cũng được phát động trong nháy mắt. Thân hình bọn họ bị lôi quang cuồn cuộn nuốt chừng, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Không phải lo lắng hậu hoạn nữa, hàn lập liền khoanh chân ngồi xuống đả tỏa giữa hư không. Hai tay hắn kết thành pháp quyết, toàn lực vận chuyển công pháp đại ngũ hành huyễn thế quyết trong thể nội nhất thời, trăng tròn màu vàng chậm rãi lên cao, tỏa ánh sáng mênh mông, bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Đoạn thời lưu hỏa biến thành lực lượng tinh thần, tản phát quang mang dạng rỡ chẳng khác gì một vòng trời đầy sao. Quang âm tịnh bình cũng đã hóa thành quang âm chi hà. Thế nước mãnh liệt, quay cuồng chảy xuôi, xoay tròn quanh thân Hàn Lập. Huyễn thần xa ngưng tụ thành một tòa sơn mạch nguy nga, chập trùng chấn động, kéo dài cả vạn dặm. Trên đó đông ất thần mục đã biến thành cây rừng xanh tươi, cũng tùy thời điên cuồng chập trần theo hết thảy tạo thành huyến thế cảnh hoàn chỉnh bao gồm trăng sao, núi non, sông nước, cây rừng muôn hình vạn trạng, không ngừng lưu chuyển, chấn động hoàn vũ. Thời gian bên trong không gian linh vực của Hàn Lập biến ảo tựa như sông lớn đổ ra biển. Trong nháy mắt, gia tốc thời gian đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính từ bốn phía trong hư không bắt đầu lưu chuyển với tốc độ gấp trăm lần trước đây, điên cuồng xâm chiếm thể nội hiên viên kiệt. Ầm ầm, từng trận thanh âm nặng nề không ngừng truyền đến từ trong hư không tâm thần hàn lập khẽ động, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy không gian phía dưới dung chuyển không ngừng, bảy tám mảnh đại lục không rõ thuộc tiên vực nào đang ầm ầm phân tách, lần lượt xuyên qua thanh minh vực, thiên phong vực, thiên ngoại vực, đổ dồn về không gian vực ngoại này. Thời điểm các mảnh đại lục kia tiến vào thanh minh vực còn có thể trông thấy vô số độn quang thi nhau bay vút đi, trốn chạy khỏi bề mặt đại lục. Nhưng sau khi tiến vào bên trong thiên phong vực thì chẳng còn thấy được mấy người phía trên những mảnh đại lục đó khi đã chính thức tiến vào thiên ngoại vực những mảnh đại lục khổng lồ kia liền bắt đầu phân giải khiến cho núi sông vỡ nát mặt đất sụp đổ số phận của chúng hiện giờ cũng giống như mảnh đại lục lơ lửng giữa trời trước đó dần dần tiêu tán trong thiên địa cuối cùng chỉ còn lại đạo đạo lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính vô cùng cường đại hội tụ trên thân hiên viên kiệt lực lượng pháp tắc ngưng tụ trên thân ngày một nhiều khiến cho khí tức của hiên viên kiệt ngày càng trở nên tinh thuần y cách người ngày càng xa cách đạo ngày một gần Tuy vậy, nhưng thần sắc hiên viên kiệt vẫn thủy chung không thay đổi. Chỉ có một đôi tròng mắt đang bắt đầu run rẩy, dường như đang kháng cự lại sự xâm lấn của cỗ lực lượng ngoại lai này. Có điều mỗi một tấc lực lượng thổ tri bản nguyên đều vô cùng thân cận với đại đạo, sao có thể để cho y tùy ý cự tuyệt? Vẫn còn chưa đủ a, à? liền cấp thêm cho ngươi chút ít thế nào hả? Ánh mắt Hàn lập chợt bừng lên vẻ điên cuồng, vừa dứt lời, lực lượng pháp tắc thời gian trong thể nội hắn lập tức tuôn trào, không hề mảy may tiếc rẻ. Từng đạo đạo văn thời gian trên ngũ hành nguyễn thế thi nhau phát sáng mãnh liệt, từng sợi từng sợi tơ pháp tác thời gian lần lượt tiêu tán, hóa thành lực lượng pháp tác cực kỳ tinh thuần dung nhập hư không. Bên trong linh vực, gia tốc thời gian vốn chỉ gấp trăm lần liền bạo tăng, trong nháy mắt đã đạt tới ngàn vạn lần. Phần lực lượng thổ chi bản nguyên đã tràn vào trong phạm vi linh vực hàn lập cũng bị hiên viên kiệt hấp thu sạch sẽ sau vài lượt hô hấp. Tại thời khắc này, ngay cả vô số thiên thạch trong không gian ngoại vực cũng nhao nhao nứt vỡ đồng dạng cống hiến lực lượng bản nguyên thuộc tính thổ, điên cuồng dung nhập vào thể nội hiên viên kiệt. Rốt cuộc một màn quen thuộc cũng xuất hiện, một vòng xoáy cự đại gần như vô biên vô hạn thình lình hiện ra sau lưng hiên viên kiệt. Vòng xoáy này đại biểu cho lực lượng bản nguyên thổ chi đại đạo trong thiên địa, như suối nguồn tràn trề chảy ra, cuốn lấy thân hình hiên viên kiệt. Không, cặp mắt hiên viên kiệt chợt lóe lên chút thần quang, rốt cuộc cũng khôi phục được một tia lý trí. Nhưng đã quá trễ rồi quá trình ăn mòn của thiên đạo đối với y đã chính thức bắt đầu. Hàn Lập, ngươi mau dừng lại, mau dừng lại, hiên viên kiệt kinh hoàng thét lớn, tình hình của Hàn Lập bên kia cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Lực lượng thời gian pháp tác trong cơ thể hắn quả thực đang tiêu hao quá nhanh. Đảo mắt vài cái đã mất đi quá nửa, thể nội hắn đang cảm giác được từng trận từng trận dao động cực kỳ mãnh liệt, khốn cùng. Có điều, trước thanh âm thỉnh cầu của hiên viên kiệt, hắn vẫn làm như không nghe thấy, vẫn một bộ mắt điếc tai ngơ, mặt không biểu tình, căn bản bất phi sở động, tiếp tục dốc toàn lực thúc dục ngũ hành huyễn thế. Hàn Lập đương nhiên cũng minh bạch, với tình huống hiện tại của hắn, căn bản không đủ để khiến cho Hiên Viên Kiệt bị Thiên Đạo đồng hóa hoàn toàn. Chỉ có tiếp tục gia tốc thời gian, đánh liều tiêu hao toàn bộ lực lượng pháp tắc thời gian, một tia cũng không giữ lại, có lẽ mới có chút khả năng triệt để hoàn thành sự ăn mòn của Thiên Đạo. Hàn Lập, ngươi và thời gian đạo tổ đại đạo tương trùng, nhất định sẽ có ngày hai người phân chia sinh tử. Hãy mau dừng tay, ta có thể giúp ngươi, ta có thể giúp ngươi. Suốt cuộc hiên viên kiệt cũng đã cảm nhận được mùi vị của sự tuyệt vọng. Kiếp trước kim đồng bị chính tay ngươi sát hại, vậy mà ngươi vẫn cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Từng câu từng chữ thốt lên từ miệng hàn lập, không mảy may mang theo chút cảm tình nào. Không, ta có thể phát thể trước đạo, tuyệt đối không vi phạm. Hiên viên kiệt cuống cuồng gào loạn, hàn lập nghe vậy liền thoáng do dự, có một vị ngũ hành bản nguyên đạo tổ làm trợ thủ tương đương với một cỗ lực lượng rất lớn, có lợi cho việc đối kháng với thiên đình sau này. Nhưng hắn lập tức gạt phát ý nghĩ này đi, bởi vì, Hàn Lập vốn không nắm chắc có thể khống chế được một vị bản nguyên đạo tổ chỉ bằng một lời thề. Tâm ý đã định, Hàn Lập không thèm nhiều lời nữa, tiếp tục điên cuồng thiêu đốt lực lượng pháp tắc của bản thân, gia tăng tốc độ thôn vệ hiên viên kiệt của thiên đạo. Thời gian lúc này như nước mưa nhỏ giọt, tí tách trôi qua. Ban đầu hiên viên kiệt còn đau khổ cầu xin, nhưng gặp phải Hàn Lập một lòng muốn y thân tử đạo tiêu, nên y bắt đầu chuyển sang nguyền rùa. Hiện giờ, y lại phát hiện được Hàn Lập không thể chống đỡ được bao lâu, liền dở giọng đe dọa. Người chống không nổi đâu, Hàn Lập, tuy ta đã bị thiên đạo đồng hóa gần một nửa, nhưng rốt cuộc vẫn chưa triệt để tiêu vong. Qua một lát nữa, ta sẽ nghiền xương ngươi thành cho, lấy Nguyên Anh làm bấc đèn, hủy diệt thần hồn vĩnh viễn. Ta muốn ngươi sống không bằng chết, ha ha thanh âm cuồng tiếu của hiên viên kiệt quanh quẩn vang vọng khắp không gian vực ngoại. Nhưng hai bên tai hàn lập giờ chỉ là một trận ù ù không rõ. Hắn quả thực đã chạm đến thực hạn, quang cảnh trước mắt đã mơ mơ hồ hồ. Cơ hồ toàn bộ lực lượng trong thể nội hắn đã bị phát kiệt. Ngũ hành huyễn thế cũng lung lay như sắp đổ, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Có muốn mượn chút lực lượng của ta hay không? Lúc này, một thanh âm kỳ ảo bỗng nhiên vang lên trong thức hải đã gần như khô kiệt của Hàn Lập. Bình linh tiền, không đúng, Ngươi là ai?" Hàn Lập cả kinh vội hỏi. "Ta, chính là ngươi, ngươi, chính là ta." Thanh âm kia đáp, "Bản ngã, ngươi là bản ngã của ta." Hàn Lập bừng tỉnh đại ngộ, từ khi tiến giai đại la đỉnh phong đến giờ, hắn vẫn một mực đau khổ tìm kiếm bản thi nhưng không được. Vậy mà trong lúc nước sôi lửa bỏng, toàn thân lâm vào trạng thái cực hạn này lại có thể cảm giác được. Trừ bỏ thiện, ác và thất tình lục dục, rốt cuộc chỉ còn lại ta và ngươi là thân cận nhất. "Ta là bản ngã của ngươi." ngươi là bản thân của ta bản thi trả lời thanh âm vang vọng trong thức hải hàn lập ngươi muốn tách ra ngay lúc này sao chỉ sợ vừa phân chia xong ta và ngươi sẽ chết ngay tại trận hàn lập âm u thở dài ta đã nói chúng ta rất giống nhau vì vậy phương pháp mà ngươi muốn cũng chính là ý tưởng của ta bản thi đáp chỉ trong nháy mắt hàn lập bỗng cảm thấy toàn thân ấm áp lực lượng pháp tắc vốn đã khô kiệt lại tuôn trào một lần nữa vậy mà bản thi thực sự lực tiếp sức cho hắn Tuy Hàn Lập chỉ trì hoãn trong tích tắc nhưng cũng đã cho Hiên Viên Kiệt cơ hội thở dốc. Dù đã khôi phục một nửa lực lượng pháp tắc thời gian, nhưng rốt cuộc hắn cũng không thể tiếp tục được nữa. Phù văn bản nguyên trong đôi mắt Hiên Viên Kiệt bỗng nhiên tối sầm lại. Y đã cưỡng ép chặt đứt liên hệ với thiên địa đại đạo. Lúc này, một nửa thân hình Y đã bị vòng xoáy thiên đạo nuốt chừng, ở chỗ tiếp giáp của phần thân thể còn lại cũng đã có dấu hiệu hóa đá. Tổn thất của lần giao phong nãy không thể nói là không lớn. Hàn Lập Hiên viên kiệt nộ khí sung thiên, quát lớn, không chờ hàn lập trả lời. Sau lưng hiên viên kiệt bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim quang, lấy góc độ vô cùng quỷ dị mà tới. Giữa kim quang thình lình hiện ra một đầu phệ kim trùng khổng lồ, chính là chân thân của kim đồng. Miệng nó há to như chậu máu, bên trong là một vòng xoáy màu vàng cực lớn đang không ngừng truyền ra trận trận ba động pháp tắc vô cùng cường đại. Hiên viên kiệt cả kinh, vầng sáng màu vàng đất trên thân trong nháy mắt đại thịnh. Thân hình y muốn thuấn di bỏ chạy. Nhưng Hàn Lập đã sớm đoán được chuyện này, nên đã đi một bước đến bên cạnh y. Tay hắn nâng lên một trưởng hướng vỗ xuống đầu hiên viên kiệt. Trong lòng bàn tay hắn phóng ra từng sợi thời gian pháp tắc tinh ti nhẹ nhẹ, lập tức chặn đứng hành động của hiên viên kiệt. Hiên viên kiệt căn bản không sợ một trưởng này Hàn Lập. Nhưng hiện giờ lưỡng đầu thọ địch, mới chỉ hoãn trong tích tắc thì cái miệng lớn của kim đồng đã bổ xuống, trực tiếp nuốt trưởng hiên viên kiệt vào trong bụng. Không, ta không cam tâm, thanh âm của y dường như muốn trốn chạy vào hư không vô tận nhưng rốt cuộc càng ngày càng nhạt dần kim đồng khép miệng lại thì thanh âm của y cũng tắt ngấm ầm ầm một trận sấm rền trầm đục truyền ra từ bụng kim đồng dường như hiên viên kiệt vẫn đang dãy ruộng không ngừng chỉ thấy kim quang trên thân kim đồng lưu truyền một vòng thân hình khổng lồ lập tức thu nhỏ lại cuối cùng khôi phục bộ dáng nữ tử hàn lập chăm chú quan sát liền phát hiện bộ dáng của kim đồng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất khí tức thiếu nữ lúc trước đã hoàn toàn biến mất bất luận phong thái hay khí chất hiện giờ đều vô cùng thành thục gương mặt nàng này giờ bình tĩnh vô cùng trong mắt tựa hồ có hai vòng xoáy hun hút đang ung dung xoay tròn toàn thân kim đồng bắt đầu tản mát ra một loại khí tức siêu nhiên khí tức của ngươi hàn lập nghi hoặc hỏi chưa ổn định ta cần điều tức một chút để củng cố cảnh giới kim đồng liếc hắn một cái chậm rãi nói ta vốn tưởng rằng thời điểm tiến giai đạo tổ sẽ dẫn phát dị tượng kéo dài mấy ngày không ngờ lại có thể an ổn như vậy hàn lập nhìn xung quanh một lượt tỏ vẻ ngoài ý muốn lúc này ta vốn dĩ nên thôn vệ một mảnh vực ngoại hư không mới phải nhưng đã nuốt được một gã bản nguyên đạo tổ như hiên viên kiệt thì cỗ lực lượng này cũng đủ để ta hảo hảo tiêu hóa một trận kim đồng tỏ vẻ hài lòng hàn lập nghe vậy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm lần này vẫn là nhờ có ngươi kim đồng chăm chú nhìn hàn lập tiến giai đạo tổ là đại sự bực nào chứ vậy mà không nói với ta một tiếng người cũng quá tùy hứng rồi sau khi đã bình tâm hàn lập liền nhíu mày nhăn mặt trách mắng mấy người nghĩ từ từ xa chạy lại vừa vặn nghe thấy hàn lập nói liền giật mình đánh thót trong trí nhớ của bọn họ trước giờ chưa từng có ai dám nói chuyện với trùng tổ như vậy nhưng bằng vào thái độ dốc sức liều mạng bảo hộ kim đồng của hàn lập trước đó ba người cũng đoán được quan hệ giữa hắn và kim đồng tuyệt đối không đơn giản liền không dám tiến lên quấy dày cả ba lẳng lặng khoanh chân đả tỏa giữa hư không tự mình điều tức Kim Đồng nghe xong hơi trợn mắt há mồm, nhưng cũng không nói thêm gì. Đúng lúc này, thần sắc nàng bỗng nhiên biến đổi, áp một tay lên bụng, lòng bàn tay bừng sáng kim quang. Thế nào, Hàn Lập hỏi vội, dù gì cũng là đạo tổ, đang đối kháng với pháp tắc thôn vệ trong cơ thể ta. Kim Đồng nói, có không có gì đáng ngại chứ, nếu cần thì ta lại giúp ngươi một chút. Hàn Lập nhíu mày hỏi, nếu như ở bên ngoài thì thắng bại khó lường, nhưng giờ y đã nằm trong càn khôn trong bụng ta, nên chuyện thân tử đạo tiêu chỉ là sự tình sớm muộn. Có điều lực lượng thổ chi bản nguyên quả thực có chút khó giải quyết. Kim Đồng không hề giấu giếm, Hàn Lập liếc một vòng bốn phía rồi nói: "Đã gây ra động tĩnh lớn như vậy thì nơi này không nên ở lâu nữa. Trước tiên ngươi hãy ngăn chặn nó lại, sau đó theo ta tìm địa phương khác bế quan, ta sẽ vì ngươi mà hộ đạo." Kim Đồng nghe xong thì hơi đắn đo một chút nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu, chuyên tâm áp chế sự phản kháng của Hiên Viên Kiệt. "Các ngươi hãy rời đi trước." ta sẽ mang theo kim đồng tìm địa phương an toàn để bế quan. Hàn lập bước đến trước mặt bọn nghĩ tư, bọn nghĩ tư nghe vậy nhưng không có lập tức bỏ đi, mà đồng loạt nhìn về kim đồng, tự đáy lòng thốt lên lời hỏi thăm. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, ba người họ mới lục tục ôm quyền thi lễ với Hàn lập, rồi mang theo ánh mắt quyến luyến, phức tạp mà rời đi. Sau khi thu hồi toàn bộ thanh trúc phong vân kiếm, Hàn lập cũng khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào mấy viên đan được, nhắm mắt điều tức chương 1344, tới như ảnh. Nơi nào đó ở thiên đình, có một tòa cung điện màu vàng đang trôi nổi giữa không trung. Xung quanh cung điện có vô số khí lưu vần quanh, làm mọi thứ chung quanh vỡ nát, khiến cho khoảng không nơi đây trở nên bừa bột, giống như lúc thiên địa chưa hình thành còn mang bộ dáng hỗn độn. Cung điện màu vàng mặc dù màu sắc rực rỡ, nhưng cũng không có cảm giác xa hoa, ngược lại còn mang theo phong cách dị thường cổ xưa, cảm giác giống như tòa đạo quán. Cửa lớn cung điện đóng chặt, bên trong mơ hồ có vô số âm thanh trầm muộn truyền ra, toàn bộ cung điện thỉnh thoảng lại rung động, khiến cho hư không phụ cận càng thêm rung chuyển kịch liệt. Vào lúc này, trong cung điện màu vàng âm thanh đột nhiên im bặt, trên cửa chính im ắng mở ra một khe hở, một bóng người từ bên trong nhìn có vẻ chậm nhưng rất nhanh đã bay ra, chính là cổ hoặc kim. Xuyên qua khe hở của cánh cửa, có thể thấy trong điện là không gian màu vàng rộng bao la, không nhìn thấy điểm cuối, lại không có mặt đất tương tự như cửu thiên ngoại vực. Trên không của không gian màu vàng, lơ lửng từng hình cầu to bằng gian phòng chấp động các loại quang mang như ngàn vạn ngôi sao nhấp nháy cửa lớn nhanh chóng đóng lại ngăn cách hoàn toàn bên trong cổ hoặc kim vung tay lên một quyển trục màu huyền hoàng từ trong tay áo bay ra hai đầu đều được phù điêu kim long sinh xắn chiếm giữ nhìn rất tinh xảo hẳn là bảo vật không tầm thường tay cổ hoặc kim điểm một cái hai đầu kim long trên quyển trục đột nhiên sống lại cắn lấy hai bên quyển trục mở ra từ từ trên quyển trục là từng hàng tên người màu sắc khác nhau phát ra các loại vầng sáng. Có cái vô cùng sáng ngời, lại có cái tương đối ảm đạm. Lúc này một tên người ở khá cao, đã hoàn toàn biến thành màu tối, đó là Hiên Viên Kiệt. Lại có người, có thể giết chết Hiên Viên Kiệt, cổ hoặc kim tự mình lẩm bẩm sau đó hai đồng tử đột nhiên biến thành màu vàng óng, bắn ra kim quang dài hơn thước lên tên Hiên Viên Kiệt trên quyển trục. Vô số đạo huyền hoàng chi khí như vải tơ từ trên quyển trục buông xuống, chui vào trong hư không. Tên người màu đen kia lập tức biến lớn vô hạn, dường như mở ra một không gian thông đạo, nhanh chóng kéo dài tới trước. trong nháy ma, một mảnh khu vực bao la hiện lên, có vô số thiên thạch đang lơ lửng trong đó, còn có các loại nguyên tố hỗn loạn, chính là vực ngoại không gian lúc trước. Hàn lập và Kim đồng đang khoanh chân ngồi ở đó. Trùng tổ đã trở về sau, cũng tốt, đỡ phải mất công tìm từng tên. a, à, người này là cổ hoặc kim nhìn qua Kim đồng nhàn nhạt, nhạt nói một câu, sau đó nhìn Hàn lập kế bên khẽ ồ một tiếng. trong vực ngoại không gian thần sắc Hàn Lập đột nhiên khẽ động, rồi đứng dậy nhìn mọi phía xung quanh. Sau một khắc, hắn lập tức quát khẽ, hai tay vung lên nhanh như chớp. Mười đạo kiếm ảnh màu vàng như thiểm điện từ tay trái bắn ra, bay về bốn phương tám hướng. Tốc độ những lôi điện kiếm ảnh này rất nhanh, bất kỳ từ ngữ nào cũng không thể hình dung. Phảng phất đạo lôi điện này có thể vượt qua giới hạn không gian và thời gian, nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Tay phải Hàn Lập với tới bên cạnh, một vệt kim quang từ lòng bàn tay bắn ra, quấn lấy kim đồng đang ngồi xếp bằng. Nhưng ngay lúc này, trong không gian phụ cận, tốc độ thời gian trôi qua bỗng nhiên đại loạt. Trong tiếng ẩm vang, một bàn tay màu vàng óng lớn khoảng trăm dặm xuất hiện ở trên không, vỗ xuống hai người Hàn Lập. Một cỗ thời gian pháp tắc chi lực từ trên cự trưởng bộc phát, làm mọi thứ trong phụ cận đứng im, thời gian tựa như bị đông cứng. Nhưng lôi điện truyền tống của Hàn Lập thực sự quá nhanh, đã sớm một bước rời đi trước khi lực lượng thời gian của bàn tay màu vàng óng tác động tới một tiếng sét đánh vang lên thân ảnh hai người lập tức biến mất bàn tay màu vàng óng vỗ xuống nơi hàn lập và kim đồng vừa mới đứng thời gian và không gian cùng các loại khác trong nháy mắt sụp đổ sóng màu vàng xuất hiện ngập trời lan tỏa ra bốn phương tám hướng nhưng điều kỳ quái là lại không có bất kỳ âm thanh nào phát ra chung quanh phương viên mấy trăm vạn dặm trong nháy mắt tất cả đều biến thành bột mịn cũng im ắng như vậy trong danh giới man hoang phụ cận Long Uyên Tiên Vực, trên không của mảnh sa mạc hiện ra một đạo lôi quang, một thanh lôi kiếm màu vàng phá không xuất hiện. Hư không phía dưới lôi kiếm ba động, thân hình Hàn Lập và Kim Đồng đột nhiên hiện ra. Vừa nãy là thần thông thời gian cự trưởng đã giết sư tôn Di La năm xưa, xem ra thời gian đạo tổ đã chú ý đến ta. Mắt Hàn Lập hơi híp lại, khẽ than thở. Mặc dù hắn đã sớm biết ngày này sẽ đến, nhưng khi thật sự xảy ra, trong lòng của hắn vẫn có chút khẩn trương như trước nhưng chẳng hiểu tại sao trong sự khẩn trương này lại kèm theo một chút hưng phấn và chờ mong vừa mới đó là giờ phút này kim đồng cũng từ trong tu luyện tỉnh lại mặt lộ vẻ kinh hãi là cổ hoặc kim xem ra chúng ta giết chết hiên viên kiệt đã làm người này chú ý rồi hàn lập bình tĩnh nói kim đồng nghe xong sắc mặt khẽ biến trước cung điện màu vàng trên thiên đình ánh mắt cổ hoặc kim lộ vẻ kinh ngạc thật nhanh lại không chậm hơn bao nhiêu so với thuấn gian di động của thạch không ngư Cổ hoặc kim khen một tiếng, nhưng không dừng tay, kim quang trong mắt nhanh chóng chấp động. Trên huyền hoàng quyển trục, cảnh sắc cũng nhanh chóng thay đổi, thân ảnh hàn lập và kim đồng lại xuất hiện lần nữa. Bàn tay cổ hoặc kim kết một cái thủ ấn, vỗ về hư không phía trước. Không chung trên sa mạc, hàn lập nhìn xung quanh, sau đó bấm niệm pháp quyết, xung quanh hai người lần nữa hiện ra đạo lôi quang màu vàng. Vừa mới thi triển lôi độn, hắn đã cố gắng xóa đi khí tức lưu lại, lại truyền tống khoảng cách rất xa, gần như vượt ngang một cái tiên vực. Xem như đạo tổ thời gian pháp tắc, thần thức cũng không thể nào dò xét xa đến vậy được. Bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn muốn tiếp tục truyền tống một lần nữa. Ngay lúc này, hư không trên đỉnh đầu ba động, một tiếng nổ mạnh vang lên, bàn tay lớn màu vàng óng lại xuất hiện. Cự trường không khác biệt trước đó, năm ngón tay gặp lại, kết một cái thủ ấn sau đó vỗ xuống. Kim quang trói mắt, tốc độ rơi xuống của cự trưởng so với trước thình lình nhanh thêm mấy phần. Sao lại thế? trong mắt hàn lập lóe lên vẻ kinh ngạc pháp quyết trong tay điểm một cái bên ngoài hai người lấp lóe lôi quang cùng với lôi kiếm trên đầu lần nữa thuấn di biên mất khó khăn tránh thoát khỏi cự trưởng kia trong thiên hà tiên vực lân cận với long uyên tiên vực trên không một dãy núi lơ lửng một thanh kiếm đang chuyển động phát ra từng trận kiếm minh phía dưới lôi kiếm xảy ra ba động thân ảnh hàn lập và kim đồng xuất hiện sắc mặt hàn lập ngưng trọng không chút trì hoãn lần nữa thúc giục lôi kiếm truyền tống thuật trong truyền tống hắn đồng thời phất tay áo lên. Hơn 20 chuôi thanh trúc phong vân kiếm từ tay áo của hắn bắn ra, chui vào hư không phụ cận. Biên giới thiên hà tiên vực, trong hư không lấp lóe lôi quang, thân ảnh hai người Hàn Lập hiện ra. Hàn Lập vẫn như cũ không dừng lại chút nào, lại thôi động lôi kiếm truyền tống, thân ảnh biến mất lần nữa. Truyền tống như vậy vài chục lần, hai người đã vượt qua mấy cái tiên vực, đi vào một tiên vực tràn đầy mùi đất hôi thối và trướng khí, lúc này Hàn Lập mới dừng lại. Truyền tống xa như vậy, chắc không có việc gì nữa. Hàn lập nghĩ thầm trong lòng, nhưng như muốn chế diễu hắn, kim quang trên bầu trời lóe lên, bàn tay lớn màu vàng óng kia lại rơi xuống lần nữa, tốc độ so với hai lần trước nhanh hơn nhiều, đồng thời phát ra tiếng rít gào. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, lập tức muốn thi triển lui kiếm truyền tống lần nữa. Ông một tiếng, vô số kim quang từ trong hư không xung quanh thẩm thấu ra, làm hư không bốn phía đều biến thành màu vàng, cực kỳ vững chắc. Hắn và những lôi kiếm khác lập tức bị ngăn cản cảm ứng nét mặt hàn lập biến sắc nhưng cũng không bối rối hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết huyễn hóa ra vô số chỉ ảnh kim quang như thủy triều từ trong thể nội của hắn tuôn ra xen lẫn trong đó là vô số phù văn màu vàng trong nháy mắt hình thành một linh vực màu vàng diện tích khoảng 10 dặm chân ngôn bảo luân quang âm tịnh bình huyễn thần sa lậu đông ất thần mộc đoạn thời lưu hỏa năm kiện đồ vật pháp tắc cũng xuất hiện trong kim quang vây quanh thân thể của hắn rồi nhanh chóng chuyển động bên trong lĩnh vực mọi thứ trở nên ngưng thực hình thành một mảnh trời có sông và núi. Hắn toàn lực vận chuyển thời gian pháp tắc, khó khăn lắm mới kịp hoàn thành trước khi bàn tay lớn màu vàng óng rơi xuống. Khi bàn tay lớn màu vàng óng hạ xuống dưới, có vô số gợn sóng màu vàng tản ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều đứng im. Chỉ có linh vực của Hàn Lập không bị ảnh hưởng, năm kiện đồ vật thời gian pháp tắc nhanh chóng chuyển động, linh vực màu vàng càng thêm thâm thúy, giống như là một thế giới khác. Ầm ầm một tiếng vang kinh thiên động địa, Bàn tay lớn màu vàng óng nhanh chóng đập lên trên linh vực màu vàng, linh vực dao động kịch liệt, thiên thạch trên không trung cũng bị đánh xuống, nện vào mặt đất. Đại lục phía dưới trong tiếng nổ vang ầm ầm, xuất hiện từng vết rạn nứt to lớn, mảng lớn nham tương từ lòng đất dâng trào, toàn bộ đại lục sụp đổ. Mà mảnh trời sông núi trong linh vực xuất hiện từng khe hở to lớn, lại ngoan cường không bị sụp đổ. Hàn Lập cũng theo linh vực bị đánh rơi xuống, thân hình lảo đảo, phun ra một ngầm máu tươi. Chịu một kích thiên hoàng đại thủ ấn của ta, Linh vực vậy mà không bị sụp đổ. Ở trong thiên đình, trên mặt cổ hoặc kim lần nữa hiện lên một tia kinh ngạc. Tay y lập tức bấm niệm pháp quyết, rạch trên không một cái. Nơi bàn tay lớn màu vàng óng, trong lòng bàn tay hiện ra một cái chuông khắc hoa văn cổ xưa. Nó đột nhiên sáng lên, cự trưởng cũng phồng lớn lên gấp đôi, nắm chặt linh vực của Hàn lập lại, dùng sức bóp ép, dường như muốn trực tiếp bóp nát ra. Linh vực màu vàng lập tức rung động, kim quang chớp loạn, vết rách bên trong bắt đầu mở rộng ra mặc dù hàn lập thổ huyết nhưng cũng không có gì đáng ngại khi thấy cảnh này vội vàng toàn lực thôi động linh vực chỉ nghe ầm ầm một tiếng trong linh vực lại đột nhiên xuất hiện một thiên môn to lớn màu vàng lúc trước đại chiến với phùng thanh thủy và trần như yên hắn mặc dù đã cẩn thận nhưng vẫn tạo ra không ít sát nhiệt lần này hàn lập không đành lòng tạo thành thương vong không cần thiết cho nên không mở ra các đại giới diện liên thông thiên môn đành mượn tạm lực lượng thời gian trong đó thiện niệm tốt đẹp xuất hiện từ nơi sâu xa bỗng có một cỗ lực lượng vô hình truyền lại khẩu quyết đại ngũ hành nguyễn thế quyết hiện ra trong lòng hắn lại hiểu rõ hơn trước kia rất nhiều trong lòng hàn lập hiện lên một tia thông suốt bấm pháp quyết một cái đồng thời trên thiên môn hiện ra năm đạo kim quang phân biệt ra thành ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ chính là năm loại thời gian pháp tác chi lực của đại ngũ hành nguyễn thế quyết một tiếng vang trầm thấp thiên môn bỗng nhiên mở rộng vô số kim quang chi lực ẩn chứa đại đạo như nước lũ được xả cống từ trong thiên môn lao ra dung nhập vào trong linh vực lần này thiên môn buông xuống đại đạo pháp tác chi lực so với trước càng nhiều vết rách trong linh vực lập tức dừng lại không tiếp tục mở rộng nữa trong lòng hàn lập vui mừng hai tay vung vẩy năm đạo kim quang từ trong linh vực bắn ra quay tít một vòng sau đó hình thành một mảnh tường vân màu vàng che khuất bầu trời đúng là bất hủ kim vân nhằm về hướng bàn tay màu vàng ống một tiếng kêu khẽ từ bên cạnh truyền tới kim đồng đã hóa thân thành bản thể vệ kim tiên, sau đó há miệng phun ra. Ngàn vạn đạo tinh quang màu vàng bắn ra, hội tụ thành đạo quang trụ khổng lồ, chạm lên bàn tay màu vàng óng to lớn kia. Hàn lập và kim đồng liên thủ, lập tức chặn lại được bàn tay lớn màu vàng óng. Trong linh vực, kim quang không còn dung chuyển, khôi phục bình thường. Đồng thời kim quang trong thiên môn không ngừng dung nhập, vết sách trong linh vực nhanh chóng lấp đầy. Trường 1345, quyết định thật nhanh. Hàn Lập vừa thôi động linh vực, trong đầu vừa nghĩ gấp kế thoát thân. Muốn phá vỡ thời gian pháp tắc giam cầm chung quanh, cũng không phải là không làm được, mấu chốt là phải biết rõ cổ hoặc kim làm sao tìm ra vị trí của mình. Nếu không, cho dù có thể nhiều lần thoát đi, cũng không có ý nghĩa. Bởi vì cổ hoặc kim truy sát sẽ vô cùng vô tận. Tâm niệm Hàn Lập thay đổi thật nhanh, tự nhận chính mình cũng không trực tiếp bị truy tung, hắn vốn luôn luôn cẩn thận, hẳn là sẽ không bị cổ hoặc kim bắt lấy dấu vết. Nếu vậy, vấn đề hẳn không phải là xuất hiện từ trên người mình. Hàn lập nhìn về phía kim đồng bên cạnh, não hải đột nhiên lóe lên. Ta hiểu rồi, kim đồng, mau bức lực lượng pháp tác hiên viên kiệt trong cơ thể ngươi ra. Hàn lập hô lớn với kim đồng, kim đồng nghe vậy khẽ giật mình, muốn thu tay lại vận công, nhưng nhìn bàn tay lớn màu vàng óng to lớn trên bầu trời, trên mặt lại lộ ra một tia trần chờ. Nơi này không cần ngươi xuất thủ, một mình ta trèo trống là đủ. Hàn lập quát, kim đồng nghe vậy gật đầu nhẹ, đình chỉ chống đỡ. Bên ngoài thân nàng lóe lên quang mang, khôi phục nhân hình, khoanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển thôn vệ pháp tắc, bức lực lượng pháp tắc hiên viên kiệt trong thể nội ra. Không còn kim đồng viện thủ, áp lực lên hàn lập lập tức gia tăng, hô hấp cũng theo đó gấp hơn. Hắn khẽ quát một tiếng, mấy chục đạo lôi điện kiếm ảnh từ thể nội bắn ra, rơi vào các nơi linh vực. Trong tiếng sấm ầm ầm, những lôi điện kiếm ảnh kia trong nháy mắt biến lớn, hóa thành mấy chục cây trụ lớn lôi điện, chống đỡ bàn tay to lớn màu vàng óng trên bầu trời kia hết thảy nói đến phức tạp kỳ thật xảy ra trong chớp mắt đã xong ở trong thiên đình cổ hoặc kim thấy cảnh này lông mày không khỏi nhíu một cái đang muốn làm gì đó đột nhiên cung điện sau lưng đung đưa sắc mặt cổ hoặc kim co lại không để ý tới hàn lập phía dưới nữa hai tay huy động liên tục từng đạo kim quang xuất hiện chung quanh cung điện nhanh chóng giao thoa dung hợp trong nháy mắt hình thành một đồ án thái cực màu vàng bao phủ cung điện lại rung động trong cung điện lập tức bắt đầu yếu bớt, chìm xuống. Trong linh vực phía dưới, Hàn Lập phát hiện một tia sơ hở này, sắc mặt cũng theo đó buông lỏng, quay đầu nhìn lại Kim Đồng bên cạnh, lông mày lại nhíu một cái. Kim Đồng mặc dù thành tựu đạo tổ, luận lực lượng pháp tắc, thời gian ở tại vị trí đạo tổ của Hiên Viên Kiệt so với nàng càng hơn một bậc, tốc độ bước ra có phần chậm chạp. Hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, lập tức từng đạo kim quang từ trong linh vực bắn ra, rơi vào mặt đất phụ cận Kim Đồng, hóa thành rất nhiều đường vân màu vàng hình thành một trận pháp màu vàng tương tự quang âm thiên tuyển đại trận hắn vung tay áo lên trận pháp màu vàng lập tức vận chuyển linh vực chung quanh cũng sinh ra cộng hưởng tốc độ thời gian trôi qua trong pháp trận liền tăng nhanh gần vạn lần ở trong thiên đình một tay cổ hoặc kim bấm niệm pháp quyết thi pháp liên tục ngăn chặn cung điện bạo động một tay khác bấm điểm phía dưới một cái vạch ra một vòng tròn chỉ nghe giữa thiên địa vang lên một tiếng sét đùng đoàng một cửa hoàn màu vàng trống rỗng xuất hiện gần linh vực hàn lập sau đó co rụt lại, bao lấy chặt chẽ linh vực màu vàng. Bên hông hàn lập lóe lên kim quang, thình lình cũng xuất hiện một cái vòng tròn màu vàng, ghim xuống thật chặt. Một cỗ cự lực đáng sợ thẩm thấu tới, hai vai hàn lập trầm xuống, thân thể phảng phất bị cự sơn đè lên, trở nên nặng nề vô cùng, tứ chi cơ hồ không thể nào động đậy. Hắn dương mắt nhìn lên bầu trời, trong mắt hiện lên một tia ánh lửa. Cổ hoặc kim liên tiếp áp bức hắn, hẳn cho là hắn không dám phản kích. Hai tay hàn lập bấm niệm pháp quyết, trên thân ông một tiếng, hiện ra từng đường vân màu đen, đồng thời vô cùng nhanh chóng lan tràn ra, trong chớp mắt trải rộng khắp toàn thân. Hắc quang trùng thiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, thân thể hàn lập cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt thân hình biến thành thiên sát ma thần cao vạn trược, mọc ra 12 cái đầu lâu, 36 cánh tay. Một cỗ cự lực to lớn bộc phát ra, trùng kích lên vòng vàng. Nhưng vòng vàng kia không biết là thần thông gì, vẫn lù lù bất động. Từng luồng từng luồng lực lượng giam cầm cường đại từ đó bộc phát ra, không yếu bớt chút nào, ý đồ ngăn cản lực lượng thiên sát ma thần. Ma thần phát ra một tiếng gầm, linh văn màu đen trên thân đột nhiên vù vù, trở nên trói mắt không gì sánh được, mắt thường không thể nào nhìn thẳng. Một cỗ cự lực ngập trời sen lẫn thời gian pháp tắc chi lực cường đại vô địch tuôn trào ra, hung hăng trùng kích lên vòng tròn màu vàng. Vòng tròn màu vàng lập tức run rẩy, bị đẩy ra một khoảng cách ngắn. 36 cánh tay như thiểm điện chụp tới, bắt lấy vòng vàng kia, sau đó dụng lực kéo một cái. Một cỗ cự lực cuồng bạo không gì sánh được bộc phát ra, vòng tròn màu vàng cuồng thiểm mấy lần, phịch một tiếng bạo liệt ra, hóa thành vô số kim quang phiêu tán. Vòng tròn màu vàng bên ngoài linh vực cũng cuồng thiểm mấy lần, vỡ vụn biến mất. Thiên sát ma thần khôi phục tự do, lập tức nhảy lên một cái, nhào về phía bàn tay lớn màu vàng óng phía trên. Trên 36 cánh tay của hắn hiện lên kim quang, phía trên hiện ra từng đường vân màu vàng, tản mát ra kim quang mãnh liệt, lại không xung đột với hắc quang chung quanh người. Trong linh vực, các cụ tượng chân môn bảo luân đột nhiên sáng lên, bay vụt đến như điện, phù một tiếng dung nhập sau lưng của ma thần, hóa thành năm đồ án màu vàng óng, làm thành một vòng. Linh văn màu vàng trên 36 cánh tay ma thần lần nữa sáng rõ, đánh mạnh một kích về phía bàn tay lớn màu vàng óng kia. Thanh âm quyền khiếu chói tai nổ vang, 36 đoàn quyền ảnh màu vàng từ trong hư không bắn ra, dùng tốc độ khó tin đánh trúng bàn tay lớn màu vàng óng kia. Mỗi một đoàn trên 36 đoàn quyền ảnh thình linh đều ẩn chứa năm cỗ thời gian pháp tắc chi lực của đại ngũ hành huyễn thế quyết, vậy mà đều là đại ngũ hành diệt tuyệt quyền. Ầm ầm, 36 đoàn kiêu dương màu vàng hiển hiện dưới cự trường, sau đó nổ tung ra. Bàn tay lớn màu vàng óng lập tức bị những kiêu dương kia nuốt hết, vô số kim quang quét ra, toàn bộ màn trời sụp đổ tựa như giấy. Dư ba chấn động khuếch tán ra, rất nhanh quét ngang toàn bộ hủ thổ tiên vực. Hủ thổ tiên vực lập tức long trời lở đất, mấy khối đại lục trực tiếp sụp đổ, chìm vào trong đất, vô số nham tương và nước bùn sông thẳng tới chân trời, che khuất hết thảy. Không gian phụ cận cũng vỡ vụn thành từng mảnh, lực giam cầm hư không cũng biến mất không thấy gì nữa. Hàn lập thấy vậy, hai tay bấm niệm pháp quyết, đang muốn thôi động lôi kiếm truyền tống. Nhưng giữa không trung kim quang bạo liệt đột nhiên vỡ ra, một bàn tay màu vàng óng che khuất bầu trời từ trên trời giáng xuống, như thiểm điện vỗ xuống, chính là bàn tay lớn màu vàng óng kia, chỉ là quang mang mặt ngoài đã ảm đạm đi rất nhiều. Hàn lập hơi biến sắc, một kích vừa rồi đã là toàn lực của hắn, vậy mà bàn tay lớn màu vàng óng này giống như vô sự. Trong lòng của hắn mặc dù chấn kinh, động tác trên tay cũng không chỉ trệ mảy may, giờ phút này thôi động lôi kiếm truyền tống đã không còn kịp nữa, hắn đang muốn thi pháp ứng đối. Vào thời khắc này, kim đồng bỗng nhiên mở mắt ra, há miệng phun ra một đoàn hào quang màu vàng đất, bên trong là một cỗ thổ chi pháp tác chi lực tinh thuần khó tưởng tượng nổi hào quang màu vàng đất vừa rời miệng kim đồng, lập tức xông thẳng tới chân trời, đồng thời nhanh chóng phiêu tán, dung nhập vào trong hư không. Bàn tay lớn màu vàng óng đang chụp xuống hàn lập đột nhiên dừng lại, trần chờ một chút, trách đi phương hướng chụp vào hào quang màu vàng đất kia. Hàn lập hơi ngẩn ra, nhưng lập tức kịp phản ứng, bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Quanh thân hắn và kim đồng lóe lên lôi quang, hư không tiêu thất. Trên không một sơn lâm xung xuê xanh biếc lóe lên lôi quang, thân ảnh hàn lập và kim đồng xuất hiện thần thức hàn lập khuếch tán ra loại cảm giác áp bách như bóng với hình kia không còn xuất hiện nữa bất quá để cho an toàn hắn không dừng lại ở đây lại liên tục truyền tống mấy lần mới ngừng lại xem ra lần này hẳn là đã vứt bỏ cổ hoặc kim truy kích rồi kim đồng thời nhẹ ra một hơi sắc mặt hàn lập bình tĩnh trong lòng cũng theo đó buông lỏng lúc trước hắn mặc dù bị thời gian đạo tổ kích động ra hỏa khí trải qua giao thủ ngắn ngủi hắn cũng đã nhìn ra sai biệt thực lực cực lớn giữa mình và cổ hoặc kim lần này có thể thuận lợi đào thoát khiến cho trong lòng cảm thấy may mắn không thôi chủ nhân ta vừa mới tiến giai đạo tổ cảnh giới vẫn chưa ổn định tiếp theo định tìm một nơi để bế quan tu luyện chờ cảnh giới triệt để vững chắc lại tìm cổ hoặc kim tính toán món nợ này người thì sao kim đồng nhìn hàn lập hỏi kim đồng người đã tiến giai đạo tổ hai chữ chủ nhân cũng đừng nhắc lại nữa người ta dùng đạo hữu nói chuyện là được rồi hàn lập khoát tay nói kim đồng nghe vậy vẫn như cũng có chút trần chờ tu vi người ta đến cảnh giới này rồi, chỉ là sưng hô, làm gì chấp nhất. Huống hồ, ta nào đối đãi coi ngươi như là linh sùng. Hàn lập cười nhạt nói, nếu đã nói như thế, vậy tiểu nữ liền thất lễ. Lại không biết, tiếp theo hàn đạo hữu có tính toán gì không? Kim đồng cũng cười cười, hỏi, ta cũng định tìm một nơi bế quan. Hàn lập trầm mặc một chút rồi nói, bản ngã thì giờ phút này đã xuất hiện, mặc dù tạm thời không tạo thành nguy hại gì, nhưng lại là một tai họa ngầm. Mà thời gian đạo tổ đã để mắt tới hắn, nhất định phải lập tức đề cao thực lực. Vậy thì tốt quá, hàn đạo hữu người có không gian gia tốc, ta vừa vặn lại dính một chút ánh sáng rồi. Kim đồng lộ vẻ vui mừng nói, cũng tốt, hàn lập gật đầu nói, bây giờ ta đã tiến giai đạo tổ, ký ức trước kia đã khôi phục hơn phân nửa. Tu vi của ngươi đã đạt tới đại la đỉnh phong, nếu như ta không nhìn lầm, lần bế quan này ngươi hẳn là muốn chém ra bản ngã thi, đẩy tu vi lên nửa bước đạo tổ cảnh. Kim đồng nhìn hàn lập, trần chờ một chút rồi mở miệng hỏi không sai ta đang có ý này sao vậy có gì không thỏa đáng sao hàn lập gật đầu hỏi chuyện này mặc dù giúp thực lực ngươi có thể tiến thêm một bước nhưng cũng sẽ làm cho ngươi triệt để trở thành cái gai trong mắt cổ hoặc kim kim đồng ngưng trọng nói ta tu luyện thời gian pháp tắc đã sớm là cái gai trong mắt cổ hoặc kim rồi cái gai trong thịt cho dù ta cứ thế từ bỏ hết thầy tu luyện hắn chẳng lẽ sẽ buông tha ta hàn lập khoát tay áo lơ đễnh nói lấy phong cách hành xử cổ hoặc kim trước sau như một xác thực như vậy kim đồng nghĩ nghĩ sau đó cười khổ nói ta gánh vác truyền thừa sư tôn muốn chấn hưng chân môn môn sớm muộn cũng phải sinh tử một trận với cổ hoặc kim mà luân hồi điện bây giờ đang thu hút hơn phân nữa sự chú ý của thiên đình và cổ hoặc kim là cơ hội tốt cho ta xúc tích lực lượng đột phá cảnh giới hàn lập mỉm cười nói kim đồng thấy hàn lập đã quyết định chú ý như đã tính trước cũng không nói gì nữa hàn lập nhì lại chung quanh rất nhanh đôi lông mày nhíu lại. Giờ phút này, diện tích vị trí tiên vực hắn đang đứng không nhỏ, thần thức của hắn cũng không thể bao trùm hết, địa hình mặc dù lấy sa mạc làm chủ, thiên địa nguyên khí lại khá nồng đậm, nhất là nguyên khí thổ thuộc tính rất là dồi dào. Tiên vực này, trong các nơi sa mạc xây dựng từng tòa thành chỉ giống như pháo đài, đặc biệt đặc sắc, ngược lại làm mở rộng tầm mắt. Xem ra đã đến Hoàng Sa Tiên vực, Hàn Lập thì thào nói, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hoàng Sa Tiên vực là một trong 500 trung vực ở chân tiên giới, ước vạn dặm cát vàng liên miên bất tuyệt, phong cảnh đặc biệt. Mà tiên vực này lại sản xuất rất nhiều vật liệu thổ thuộc tính, dùng thứ này nổi tiếng khắp cả chân tiên giới. Bất quá hàn lập kinh ngạc cũng không phải chính là hoàng sa tiên vực, mà là vị trí hoàng sa tiên vực lại gần hắc thổ tiên vực, cách bắc hàn tiên vực cũng không xa. Lúc trước một phen chạy trốn, vậy mà bất chi bất giác đã chạy đến nơi này. Trường 1346, thế nào là bản ngã? Người làm sao vậy, hẳn là tiên vực này có vấn đề. Kim Đồng nhìn về phía Hàn Lập, không hiểu hỏi. Không có gì. Nếu muốn bế quan, kỳ thật ở bất luận tiên vực nào cũng không được an toàn, vẫn là nên đi thiên ngoại vực. Hàn Lập lắc đầu, không giải thích thêm gì với Kim Đồng. Hắn phát tay phát ra một cỗ kim quang bao phủ hai người vọt lên bầu trời, rất nhanh đã xuyên qua thiên phong vực và thanh minh vực, đi vào vực ngoại không gian. Hàn Lập cũng không dừng lại, bay thật lâu vào chỗ sâu trong vực ngoại không gian, lúc này mới dừng lại. Thần thức hắn khuếch tán ra rất nhanh tìm được một chỗ an toàn, đào bới động phủ trên một thiên thạch khổng lồ, sau đó bố trí cấm chế. Hết thảy Hàn Lập đã sớm như xe nhẹ đường quen, rất nhanh đã hoàn thành, sau đó mở ra không gian hoa chi, cùng kim đồng tiến vào bên trong. Phu quân, vừa rồi bên ngoài khí thức ba động rất mãnh liệt, người không sao chứ? Nam Cung Uyển thấy Hàn Lập hiện thân, ân cần hỏi Han. Nàng lại nhìn thấy kim đồng phía sau, đôi mắt đẹp chớp lên, trên mặt rất nhanh lộ ra nụ cười ấm áp. Ngươi chính là kim đồng à, Năm đó ngươi chưa hóa hình, chúng ta đã gặp ở hạ giới, không ngờ bây giờ đã biến thành một người xinh đẹp như thế. Trong khi nói chuyện, Nam Cung Uyển tiến lên cầm tay Kim Đồng. Chủ mẫu, Kim Đồng tựa hồ không kịp thích ứng với sự thân thiết của Nam Cung Uyển, biểu lộ hơi cứng ngắc. Không nên gọi chủ mẫu, phu quân mặc dù là chủ nhân của ngươi, nhưng ngươi và ta không có quan hệ gì. Mà bây giờ tu vi ta kém quá xa ngươi, sao lại xưng hô thế này, cứ gọi thẳng tên ta là được. Nam Cung Uyển cười nói. Nam Cung Đạo Hiếu, Kim Đồng cũng đã xương hô Đạo Hiếu với Hàn Lập, nghe vậy cũng không khách sáo, lúc này đổi giọng, chỉnh đốn trang phục hành lễ. Nam Cung Uyển mỉm cười đáp lễ lại, phu quân, vừa rồi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Sau khi Nam Cung Uyển và Kim Đồng bắt chuyện, nàng nhìn về phía Hàn Lập, hỏi lại vấn đề lúc trước. Chỉ là có chút mâu thuẫn với người, tranh đấu hai trận, Uyển Nhi nàng không cần lo lắng. Hàn Lập khoát tay áo, tùy ý nói ra, Kim Đồng nghe lời này, trong lòng liếc mắt, sắc thực chỉ là tranh đấu hai trận, bất quá đối tượng tranh đấu một là vị bản nguyên đạo tổ, một vị là cổ hoặc kim đệ nhất cường giả đương thời. Hai đại nhân vật này trong miệng Hàn Lập dường như trở nên không quan trọng gì. Phải biết trước đây không lâu hai người còn dốc hết toàn lực tránh né cổ hoặc kim cách không truy sát, xém chút đã vẫn lạc. đương nhiên trong nội tâm nàng rõ ràng Hàn Lập là vì không muốn Nam Cung Uyển lo lắng. Vậy là tốt rồi, trong mắt Nam Cung Uyển lóe lên vẻ khác lạ tựa hồ nhìn ra cái gì, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn. Uyển Nhi, lúc này chúng ta tìm một chỗ bế quan, sau đó phải tu luyện một đoạn thời gian. Hàn Lập kể lại kế hoạch tiếp theo cho Nam Cung Uyển nghe. Vừa đúng, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút không gian thần bí kia của ngươi. Ánh mắt Nam Cung Uyển sáng lên, vừa cười vừa nói. Hàn Lập thấy vậy, lúc này bấm niệm pháp quyết mở ra linh vực, bao phủ không gian hoa chi, sau đó thôi động quang âm thiên tuyển đại trận và chân môn bảo luân. Trong không gian hoa chi, tốc độ thời gian trôi qua lập tức biến hóa, tăng nhanh mười mấy vạn lần. So với lúc trước, thời gian pháp tắc chi lực của hắn lại tinh tiến không ít, thời gian gia tốc cũng lần nữa biến nhanh lên. Thật sự là thần kỳ, thời gian pháp tắc quả nhiên không hổ là một trong tam đại trí tôn pháp tắc, hôm nay xem như đã thấy được. Nam Cung Uyển nhìn bốn phía, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đây cũng không phải là trình độ thời gian pháp tắc bình thường có khả năng đạt tới. Nói tóm lại, vi phù tinh nghiên đạo thời gian pháp tắc, Tại toàn bộ chân tiên giới, vị trí thứ nhất mặc dù không dám nhận, nhưng thứ hai vẫn có thể chiếm một vị trí, thậm chí vị trí đệ nhất của gã kia cũng chưa chắc có khả năng làm được thế này. Hàn Lập cười hắc hắc, đã lâu không trêu đùa cùng Nam Cung Uyển. Kim Đồng thấy Hàn Lập luôn luôn đứng đắn, lại mở lời trêu đùa, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Không nghiêm túc, không sợ bị người chê cười à? Nam Cung Uyển trợn nhìn Hàn Lập một cái. Hàn Đạo Hiếu, Nam Cung Đạo Hiếu, các ngươi từ từ trò chuyện, ta đi trước tìm một chỗ bế quan đã. Kim đồng vội vàng cáo từ, bay vào chỗ sâu trong không gian hoa chi. Hàn lập cười ha ha một tiếng, phất tay mang theo Nam Cung Uyển bay vào trong lầu các. Phu quân, việc bế quan tiếp theo rất quan trọng. Nam Cung Uyển hỏi, ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Vẻ mặt Hàn lập nghiêm túc, gật đầu. Người cứ an tâm tu luyện, không cần phải để ý đến ta. Nam Cung Uyển khéo hiểu lòng người nói. Hàn lập gật gật đầu, lật tay lấy ra một pháp khí chữ vật đưa tới uyển nhi lần này ta bế quan thời gian không biết sẽ bao lâu trong này có ít đan dược tiên nguyên thạch và các loại tài nguyên tu luyện nàng tranh thủ tu luyện một đoạn thời gian nam cung uyển cũng không khách khí nhận lấy pháp khí chữ vật trong lòng nàng biết rõ chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn chính thức an tâm sau khi dặn dò hàn lập đừng quá mức vì cái trước mắt mà ảnh hưởng về sau nàng rất nhanh rời khỏi lầu các hàn lập đưa mắt nhìn nam cung uyển rời đi đứng dậy bố trí pháp trận phân thân chảm thi thuật trong lầu các bộ địa trích hóa thân cuối cùng kia cũng bị hắn lấy ra, đặt trong pháp trận. Ngay sau đó, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí bày ra tầng tầng cấm chế phụ cận lầu các, phòng ngừa lúc mình trùng kích, lực lượng bắn ra, gây nên chấn động không cần thiết. Làm xong những thứ này, hắn mới ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, bình tâm tĩnh khí. Trước cung điện vô danh thiên đình, cổ hoặc kim ngồi trên xe lăn, trong tay nâng một viên châu màu vàng đất. Mặt ngoài hạt châu lưu chuyển nhàn nhạt tia sáng màu vàng không ngừng, xem qua là vật phi phàm, tản mát ra thổ chi pháp tác vô cùng mãnh liệt. Nhìn viên châu này, khóe miệng của gã khẽ nở nụ cười như ý. Bất quá thần sắc vui mừng của gã rất nhanh ngưng lại, nhắm mắt lại, tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Sau một lát, cổ hoặc kim mở to mắt, mày nhăn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà chạy không còn bóng dáng. Có lẽ vừa rồi cũng không nên quá lo lắng, dù sao đều đến một bước cuối cùng, cũng không cần quá mức để ý. Cổ hoặc kim thì thào nói, trong không gian hoa chi, trải qua dòng giã ba ngày ba đêm ngồi điều tức lúc này hàn lập bất luận là nhục thân hay là tâm thần đều đã ở vào trạng thái tốt nhất hắn đứng dậy lần nữa kiểm tra một lần tất cả những bố trí sau đó nhắm hai mắt lại vận chuyển tâm thần tiến nhập không gian thần thức ha ha rốt cuộc ngươi đã rảnh đến tìm ta một hàn lập khác ngồi ở chỗ này bình tĩnh nhìn qua mỉm cười nói người này mặc áo xanh giống như hàn lập thần sắc bình thản không hung dữ như ác thi cũng không hiền lành như thiện thi, khí tức trên thân giống hắn như đúc. Lông mày hàn lập nhíu lại cực nhỏ không dễ nhận ra, trực giác lần này cảm thấy độ khó chảm thi phải hơn xa so với hai lần trước đó. Hắn đi đến trước hàn lập áo xanh, khoanh chân ngồi xuống. Người ở chỗ này, là muốn chém ta ra. Hàn lập áo xanh cười nhạt một tiếng hỏi, tựa hồ chuyện này không quan hệ gì đến mình. Trong lúc nói, tay gã chỉ một cái, giữa hai người xuất hiện một cái bàn đá, phía trên đặt hai chén trà xanh. Không sai, hàn lập bưng chén trà xanh uống một ngụm thần sắc không đổi xác nhận a à, vậy ngươi hiểu thế nào về bản ngã thi mà làm thế nào mới có thể chém ra ta hàn lập áo xanh cũng không sinh khí hỏi ngược lại hàn lập trầm mặc xuống xác thực đối với việc chém ra bản ngã thi hắn biết rất ít cũng không biết nhiều về bản ngã thi như ác thi hay là thiện thi trước đây hắn mặc dù từng thông qua mặt nạ luân hồi thu được một ít tư liệu liên quan tới bản ngã thi đáng tiếc hiệu quả quá mức nhỏ bé phần lớn chỉ là một ít tóm lược tương đối không rõ ràng. Chân chính liên quan đến chảm thi, ít càng thêm ít. Dù sao chém bản ngã thi, chính là một bước chảm tam thi cuối cùng của tu sĩ Đại La Cảnh, bình thường người có tâm đắc hay phương pháp đối với quá trình này hơn phân nửa cũng là đạo tổ cảnh, tối thiểu nhất cũng là Đại La Cảnh đỉnh phong. Nhân vật như vậy cho dù ghi chép lại tâm đắc năm đó chảm thi, truyền cho hậu nhân, hơn phân nửa cũng bị đem gác xó, không phải tình huống đặc biệt hoặc giá quá cao thì sẽ không lưu truyền tại thế gian, bản ngã tức là bản thân muốn chém ta ra cũng phải chém giết chính ngươi hàn lập áo xanh tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hàn lập từ tốn nói ngươi vậy mà nói những thứ này với ta ngược lại có chút vượt quá dự liệu của ta hàn lập nghe lời này mắt sáng lên nói loại chuyện này ngươi chỉ cần đến một bước kia tự nhiên sẽ minh bạch không cần thiết giấu giếm mà coi như người biết những thứ này muốn chém ra ta cũng sẽ muôn vàn khó khăn hàn lập áo xanh cười cười các hạ ngược lại rất tự tin. Hàn lập nghe lời này, con mắt không khỏi nhíu lại. Như vậy ta hỏi ngươi, vì chém ra ta, người nguyện ý giết chết đồng bạn của mình sao? Tỷ như kim đồng ngoài kia, hàn lập áo xanh hỏi, chém ra bản ngã thi, vì sao phải giết chết bằng hiếu? Hàn lập nghe lời này, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nếu giết thê tử mình thì sao? Hàn lập áo xanh không để ý tới hàn lập chất vấn, hỏi ngược lại. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, không nói gì hoặc là giết chết cha mẹ của mình hàn lập áo xanh tiếp tục hỏi ta lại cảm thấy giết chết ngươi sẽ tốt hơn hàn lập bỗng nhiên vung tay lên một quyền đánh tới phía hàn lập áo xanh một nắm đấm màu vàng to như núi trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hàn lập áo xanh hung hăng đánh xuống hàn lập áo xanh lắc đầu thở dài tay áo lắc một cái một bàn tay trắng nõn nhô ra đầu ngón tay đại phóng kim quang bành một tiếng vang trầm bàn tay vậy mà bắt được nắm đấm màu vàng khiến cho nó không cách nào tiến lên mảy may hàn lập thấy vậy cánh tay kia cũng không chậm trễ chút nào toàn lực đánh ra đồng thời trên người hắn đại phóng kim quang thời gian linh vực theo đó hiển hiện, hiện phô thiên cái địa chụp xuống hàn lập áo xanh trên thân hàn lập áo xanh lóe lên kim quang quanh người cũng hiện ra một vùng thời gian linh vực một quyền khác của hàn lập đập lên linh vực của hàn lập áo xanh như đá chìm đáy biển không nhấc lên mảy may gợn sóng hai linh vực chạm vào nhau lực lượng cũng ngang nhau kìm chế lẫn nhau tại nơi đó người ta bất luận tu vi hay là thần thông đều giống nhau như đúc làm gì uổng phí sức lực muốn chém ta hay là trước hảo hảo tìm hiểu một chút bản ngã đi hàn lập áo xanh cười nhạt nói hàn lập phảng phất không nghe thấy hàn lập áo xanh nói lấy tay chỉ một cái mấy chục đạo lôi điện kiếm quang bắn ra biến hóa một chút liền cuốn lên nghìn đạo kim quang vạn trượng lôi điện chém tới hàn lập áo xanh hàn lập áo xanh nhíu mày lại bấm niệm pháp quyết phung lên bên cạnh cũng hiện ra trăm ngàn đạo lôi điện kiếm ảnh màu vàng nghinh đón Hai người đại chiến trong không gian thần thức, đúng như lời Hàn Lập Áo xanh nói, thực lực hai người tương đương, bất phân cao thấp. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày đã trôi qua, hai người tiêu hao quá lớn, thở hồng hộc, không chịu nổi tái chiến, lúc này mới ngừng lại. Hàn Lập hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái từ trong không gian thần thức đi ra. Ý thức quay trở về bản thể, thần hồn cũng mệt mỏi không chịu được. Tranh đấu cùng bản ngã thi trong không gian thần thức, hơn phân nửa đều là lực lượng thần hồn đối chiến gánh nặng thần hồn cực lớn. Sắc mặt Hàn Lập âm tình bất định, cuối cùng thở dài, lần nữa nhắm hai mắt lại. Chương 1347, ma luyện vạn năm. Sau mười mấy ngày, Hàn Lập lại lần nữa xuất hiện trong không gian thần thức. Hàn Đạo Hữu hôm nay lại tới, có muốn đánh một trận. Lúc này hai mắt Hàn Lập áo xanh đã sáng ngời, hiển nhiên đã khôi phục xong, đứng dậy cười nói. "Đương nhiên, nhưng trước đó, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Hàn Lập chậm rãi nói ngươi muốn hỏi cái gì cứ mở miệng là được hai tay hàn lập áo xanh chắp sau lưng nói lần trước ngươi nói ta muốn chém bản ngã chỉ cần chém giết bằng hiếu thể tử phụ mẫu là có ý gì hai mắt hàn lập như đao nhìn chằm chằm đối phương chuyện này sao cần chính ngươi lĩnh ngộ hàn lập áo xanh lắc đầu dĩ nhiên y biết đáp án nhưng không định nói cho hàn lập biết hàn lập im lặng một lát bỗng nhiên lao tới nhanh như chấp không nói lời nào đánh ra một quyền ầm ầm một quyền ảnh màu vàng to lớn như núi cao bỗng nhiên xuất hiện, mang theo uy thế hủy diệt hết thảy đánh xuống. Hàn Lập áo xanh không đổi sắc, trên thân nổi lên mảng lớn kim quang, hai tay huy động, mảng lớn trường ảnh xuất hiện, dường như có vô số đợt sóng ngênh tiếp. Quyền ảnh màu vàng đánh lên trên tầng tầng lớp lớp trường ảnh, liên tiếp phá mấy trăm đạo trường ảnh, uy thế giảm nhỏ, bị Hàn Lập áo xanh một trường đánh nát. Vào lúc này, hư không phía sau y lóe lên lôi quang, thân ảnh Hàn Lập đột nhiên xuất hiện, hai tay đánh ra. Veo veo, hai đạo đại ngũ hành diệt tuyệt quyền đánh xuống, tốc độ thi pháp so với trước đó nhanh hơn một tia, trong nháy mắt lập tức đến trên đỉnh đầu của Hàn Lập áo xanh. Nhưng lúc này, thân thể Hàn Lập áo xanh chuyển động xoay tròn, vô số kim quang từ trên thân bắn ra, hình thành một màn sáng giống như cột lốc xoáy xung quanh thân thể y. Hai đạo đại ngũ hành diệt tuyệt quyền đánh vào trên màn sáng, như đập vào bức tường mềm, lập tức bị đẩy lui ra ngoài. Màn sáng màu vàng kịch liệt rung động hai lần, rồi dần dần biến mất. Ha ha ta hiểu rồi, người muốn thông qua tranh đấu với ta, để tôi luyện năng lực điều khiển pháp tắc của mình à. Tu vi của người tăng lên quá nhanh, điều khiển lực lượng pháp tắc khổng lồ trong người còn nhiều thiếu sót. Nếu muốn đánh một trận với cổ hoặc kim, nhất định phải bù đắp phương diện này, đánh nhau với ta đúng là biện pháp tốt. Cả người hàn lập áo xanh bay về phía sau, cười ha ha nói. Mắt hàn lập sáng lên, nhưng không trả lời. Hàn lập áo xanh đã nói đúng mục đích của hắn, nhưng hắn còn có một mục đích khác, chính là thông qua tiếp xúc với hàn lập áo xanh để tìm hiểu thêm về cách chém bản thi chỉ cần khoảng cách tiếp xúc giữa hai người gần nhau mặc kệ đối phương kín miệng bao nhiêu hắn đều có thể tê ra chút tin tức ý niệm trong lòng hàn lập chuyển động lại tiếp tục nhào tới quyền trưởng đều dùng các loại công kích điên cuồng rơi xuống hai tay hàn lập áo xanh vung vẩy kim quang trên thân biến ảo muôn dạng hóa giải công kích của hàn lập chỉ là ngươi cũng nên cẩn thận một khi để ta nắm lấy cơ hội diệt sát ngươi ở chỗ này bộ thân thể này sẽ là của ta. Lúc đó, cái tên Hàn Lập này cũng sẽ không thay đổi gì, dù sao ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Hàn Lập áo xanh mỉm cười nói, ánh mắt tĩnh lặng như biển cả, làm cho người ta cảm giác sợ hãi. Ngươi có thể thử xem Hàn Lập trong khi nói chuyện, lại xông tới. Hai người lại ị một lần nữa kịch chiến mấy ngày, cho đến khi cả hai kiệt sức mới dừng tay. Mấy ngày sau đó, sau khi khôi phục như cũ, Hàn Lập lại tiến vào không gian thần thức lần nữa, đại chiến với bản thi cứ như vậy không ngừng, nháy mắt đã qua vạn năm tuế nguyệt. Trong không gian thần thức của Hàn Lập, hai bóng người mơ hồ màu vàng quấn lấy nhau, tạo ra từng đạo tàn ảnh nhanh như tia chớp, mắt thường căn bản không thể nào thấy được. Các loại quyền ảnh, trường ảnh, kiếm khí, hắc quang đầy trời va chạm, âm thanh giao chiến như mưa nặng hạt, tốc độ giao thủ nhanh chóng, vượt quá sức tưởng tượng. Bất ngờ, một tiếng vang thật lớn nổ tung, kéo dài điếc tai. Hai đạo nhân ảnh phân biệt lui lại, là Hàn Lập và Hàn Lập áo xanh. Trên thân Hàn lập chớp lên kim quang nhanh chóng, một quyền xuất ra nhìn như chậm nhưng thật ra rất nhanh. Từng đạo quyền ảnh màu vàng từ trên người hắn bắn ra các nơi, không chỉ có nấm đấm mà toàn thân đều đang phát ra quyền. Mỗi đạo quyền ảnh thình lình đều là đại ngũ hành diệt tuyệt quyền, mà những quyền ảnh này lại có lớn có nhỏ, có dài như dây thừng. Nó đan xen vào nhau, biến thành một tấm lưới vô cùng to lớn, phô thiên cái địa bao xuống. Cự lực ngập trời, còn có lực lượng pháp tắc tràn ngập không gian thần thức, muốn tránh cũng không được hàn lập áo xanh đứng yên tại chỗ cũng không trốn tránh tay áo vung về phía quyền ảnh đầy trời miệng phun ra hai chữ yên diệt tiếng gầm hùng vĩ lập tức tràn ngập toàn bộ không gian thần thức mọi thứ phụ cận đều biến thành màu u ám một cỗ lực lượng tuyệt thế bỗng nhiên xuất hiện va chạm với quyền ảnh đầy trời ầm ầm một tiếng vang thật lớn quyền ảnh đầy trời trong nháy mắt đều vỡ vụn không gian thần thức cũng khôi phục màu sắc trước đó thân thể hàn lập và hàn lập áo xanh rung mạnh đều lui về phía sau vẫn bất phân thắng bại thân sắc Hàn lập ảm đạm, dường như đã mất hết hứng thú, không tiếp tục động thủ nữa. Sao lại không đánh tiếp? Hàn lập áo xanh cũng không chủ động tiến tới, tiếp tục đánh nữa. Hy vọng chiến thắng người cũng không lớn. Hôm nay cáo từ. Hàn lập khoát tay, thân hình thoát cái biến mất. Giao thủ hơn vạn năm, giữa hai người đã xảy ra một tia biến hóa vi diệu. Thật ra hai người từ thực lực đến tu vi đều như nhau, ngay cả tính cách cũng đồng nhất. Trải qua giao thủ nhiều năm lại có cảm giác vừa là bạn cũng vừa là địch hàn lập áo xanh nhìn hàn lập rời đi cũng quay người bay về phía chỗ sâu trong không gian thần thức hàn lập từ trong ý thức trở lại thân thể thần sắc có chút mệt mỏi lập tức ngồi xuống điều tức một lát hàn lập sau khi khôi phục cũng không có ý định tiếp tục tiến vào không gian thần thức những năm này hắn giao phong cùng bản ngã giúp cho khả năng điều khiển thời gian pháp tắc đã đạt đến cực hạn giờ tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa với lại trong thời gian này hắn đã hiểu ra một vài điều từ trên thân bản ngã càng thêm rõ ràng bản ngã thi hơn sau khi cân nhắc, Hàn Lập vung tay lên, trong tay nhiều ra một quyển sách. Toàn thân cuốn sách đen kịt, dường như được chế tạo bằng da thú, rất cố kỹ khiến cho ngòi ta có cảm giác đã trải qua vô số tuế nguyệt. Đây là do hắn trong một lần cơ duyên xảo hợp, thông qua luân hồi điện đổi được. Nghe nói là bút ký do hậu nhân một vị đạo tổ viết, trong đó ghi chép một số kỳ văn dị sự của vị này. Điều hắn quan tâm nhất, dĩ nhiên là đoạn kể về quá trình trảm bản thi của vị đạo tổ kia. Mặc dù nó chỉ mỏng hai ba trang, Trước sau chỉ khoảng trăm chữ, lại khiến hắn tự đánh giá phỏng đoán thật lâu, đồng thời suy nghĩ một số việc trước kia chưa bao giờ nghĩ đến. Như vị đạo tổ kia trước khi trảm thi từng hao phí thời gian hơn ngàn năm, đi tìm cái gọi là bản ngã chân chính. Y thậm chí không tiếc hao phí thời gian trở về Di Chỉ Tông môn khi xưa, nơi bắt đầu bước vào con đường tu tiên, tĩnh tỏa tại đó hơn trăm ngày. Theo Hàn Lập, có lẽ là vị này muốn nhờ vào đó để tìm lại ý niệm truy cầu tiên đạo ban đầu, từ đó trợ giúp cho việc tìm ra và trảm bản thi cũng như người ta đi vào phàm tục, hòa mình vào phố xá sầm uất để tìm ý cảnh. Trong vạn năm, hắn và Kim Đồng cũng từng nói chuyện với nhau một chút. Nhưng Kim Đồng không cần trải qua trảm thi để thành đạo nên không giúp được gì nhiều. Hàn Lập rất nhanh xem Âu quyển sách màu đen một lần, bộc một tiếng đóng lại, sau đó đứng lên. Hắn như đã quyết định gì đó, lập tức bước ra phía ngoài lầu các. Nam Cung Uyển ở bên ngoài, cũng xây dựng lầu các cho mình, đang khoanh chân ngồi tu luyện. Qua vạn năm tự mình khổ tu, được Hàn Lập cung cấp tài nguyên phong phú, hơn nữa trong không gian hoa chi, thiên địa nguyên khí nồng đậm cực điểm. Nên Ti Vi Nam Cung Uyển đã đạt đến chân tiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách kim tiên chỉ kém một chút. Hàn Lập gật đầu, tâm niệm vừa động phát ra một đạo truyền âm. Nam Cung Uyển lập tức đình chỉ tu luyện, đi ra bên ngoài. Phu quân, người đã kết thúc tu luyện rồi à, có tiến triển gì không? Không có, những năm này ta thu hoạch rất ít, đang dự định ra ngoài một chuyến, nàng có muốn đi cùng ta hay không? Hàn Lập nắm tay Nam Cung Uyển hỏi, được, ta từ khi phi thăng chân tiên giới còn chưa từng đi du lịch ở đâu. Nam Cung Uyển vui vẻ nói, sau khi ta rời khỏi không gian hoa chi, không gian gia tốc nơi đây sẽ biến mất. Kim Đạo Hữu có muốn cùng chúng ta ra ngoài? Hàn Lập nhìn về nơi Kim Đồng bế quan hỏi, phu phụ các ngươi đi du lịch, tiểu nữ không muốn làm kỳ đà cản mũi. Âm thanh Kim Đồng từ nơi xa truyền tới, Hàn Lập cũng không cưỡng cầu, bấm niệm pháp quyết thu hồi linh vực, đem theo Nam Cung Uyển ra ngoài thiên ngoại không gian. Nam Cung Uyển chưa từng thấy qua quan cảnh nơi đây, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hàn Lập phất tay phát ra mảnh kim quang, nâng thân thể Nam Cung Uyển lên, vừa kể chuyện về thiên ngoại hư không vừa bay về phía trước. Khoảng nửa tháng sau, Hàn Lập hạ xuống mặt đất phía dưới. Nơi này là một vùng hải vực màu đen, sóng to gió lớn nhưng thiên địa nguyên khí lại mỏng manh. Ở sâu trong biển có một hòn đảo không lớn, nhưng dân cư không ít, có chút phồn hoa. Các nơi trên đảo, linh quang bắn ra bốn phía, lại bày ra cấm chế cao minh, bao phủ toàn bộ hòn đảo, giống như là đang phong bế. Phong cảnh nơi đây ngược lại có chút độc đáo, không biết là địa phương nào. Nam Cung Uyển tò mò hỏi, nơi này là hắc phong hải vực, hòn đảo kia gọi là ôm mông đảo. Năm đó, lần thứ hai ta phi thăng đến chân tiên giới chính là nơi này. Hàn Lập nhìn mặt biển và hòn đảo phía dưới, lộ vẻ hồi ức. Sự tình hắc phong đảo, Hàn Lập trước đó đã kể với Nam Cung Uyển. Nghe lời này, nàng quan sát tỉ mỉ ánh mắt nhanh chóng nhìn qua như đang cố gắng đối chiếu mọi thứ trước mắt cùng những gì mình nghe được thân hình hàn lập khẽ động rơi vào trên phụ cận mặt biển ô mông đảo đạp sóng mà đi nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm cái gì nam cung uyển thấy hành động của hàn lập nhưng cũng không hỏi gì hàn lập tìm kiếm chung quanh một lát sau đó bay trở lại không trung đi thôi hàn lập không nói gì thêm phất tay áo mang theo nam cung uyển rồi bay về hướng khác hắn bay không nhanh giống như vừa phi hành vừa nghĩ đến việc gì đó, thỉnh thoảng lại giảng thuật cho Nam Cung Uyển những gì mình đã trải qua suốt đoạn đường này. Mấy ngày sau, hai người đến một hòn đảo cỡ lớn, là Hắc Phong đảo. Nam Cung Uyển không đợi Hàn Lập giải thích, đã từ tiêu chí trên Hắc Phong Thành biết được đây là nơi nào. Hắc Phong Thành là tòa thành mà năm đó phu quân chờ đợi để liên thông đi ngoại giới. Hai mắt xinh đẹp của Nam Cung Uyển chấp chấp, nhìn về phía Hàn Lập cười hỏi. Trường 1348, Cố Hương gặp Cố Chi. Đúng vậy, nhiều năm chưa về, nơi này ngược lại là không thay đổi bao nhiêu. Hàn Lập nhìn Hắc Phong thành trước mắt, hơi xúc động nói. Sau khi Luân Hồi Điện xâm lấn Bắc Hàn Tiên vực, hàng ngày ở tòa thành trì này, tựa hồ cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Kỳ thật ngẫm lại, Luân Hồi Điện ẩn núp nhiều năm ở chân tiên giới như vậy, dần dần phát triển thành một thế lực cực lớn trong bóng tối, đến mức có thể phân cao thấp với Tiên Đình, cùng với các mối quan hệ rộng khắp như cành lá đan xen khó gỡ. Nhưng thực tế đối với tu sĩ cấp thấp thậm chí phàm nhân, kỳ thật cũng sẽ không cảm nhận được gì. Một khi ngay cả những người này đã cảm thấy, vậy chứng tỏ, cỗ thế lực này chuẩn bị trồi lên mặt nước. Đang cân nhắc, hắn dẫn theo Nam Cung Uyển từ cửa thành tiến vào trong thành, dọc đường nhìn đường phố xung quanh, ánh mắt chấp động không thôi. Phu quân, người đang nhìn gì? Nam Cung Uyển tò mò hỏi. Bây giờ ta gặp phải bình cảnh trảm thi, một lần nữa phải cảm ngộ. Ta dự định đến những địa phương đã đi qua sau khi phi thăng chân tiên giới, lần nữa đặt chân đến từng nơi nhớ lại quá khứ dùng cách này để rèn luyện tâm cảnh hàn lập nói như thế cảnh giới nam cung uyển bây giờ không đủ nghe lời hàn lập nói như lọt vào trong sương mù không hiểu rõ lắm bất quá hàn lập đã nói vậy nàng đương nhiên sẽ không nghi ngờ gì gật đầu không nói gì nữa hàn lập dẫn theo nam cung uyển lưu lại hai ngày ở hắc phong thành kể lại một số việc gắn liền với tình cảnh mà mình đã trải qua nam cung uyển tự nhiên cũng nghe một cách say sưa sau khi hai người rời khỏi hắc phong thành đi ngang qua lạc phách kinh phong đi tới phía ngoài hoang lan đại lục tiếp tục tìm đến những nơi đã qua trước kia hơn nửa năm sau dọc đường hai người đi ngang qua trúc long đạo ở cổ vân đại lục kể từ khi hàn lập tới chân tiên giới nơi này cũng coi là tông môn chính thức đầu tiên bái nhập ở chỗ này tu luyện một thời gian cũng coi như là cố hương thứ hai của hắn tại tiên giới khiến cho hắn kinh ngạc chính là năm đó trúc long đạo uy trấn bắc hàn tiên vực bây giờ trong môn người ở thưa thớt đệ tử tàn lụi, khắp nơi còn mơ hồ vết tích chiến đấu, không còn náo nhiệt như năm đó. Hàn Lập thi triển thần thức dò xét một chút, rất nhanh đã biết được nguyên nhân. Bắc Hàn tiên vực vốn là tiên vực nhỏ, nhưng Trúc Long Đạo vốn là một trong ba đại thế lực tu tiên bên trong vực, nội tình coi như thâm hậu, nhưng đầu tiên là bởi vì chuyện Bách Lý Viêm bị thiên đình vây công, lại thêm năm đó một nhóm người Trúc Long Đạo tiến vào bên trong Minh Hàn tiên cung, gần như toàn diệt, thực lực bị trọng thương, từ đó bắt đầu suy sụp. Đương nhiên, thương lưu cung và phục lăng tông ở trong vụ này cũng bị ảnh hưởng không ít thì nhiều. Sau đó lại thêm hồi giới xâm lấn Bắc Hàn tiên vực, bởi vì ba tông ứng đối không nổi, lần nữa bị trọng thương, lúc này mới rơi vào kết cục bây giờ. Hàn lập thở dài trong lòng, thi triển ẩn thân thuật, mang theo Nam Cung uyển tiến vào bên trong, đi tới xích Hà Phong đã từng ở. Nơi này so với năm đó hắn rời đi không thay đổi gì lớn, hơn nữa sau khi hắn rời đi, nơi này tựa hồ một mực hoang phế, không có người đến ở lại. Hàn Lập ngồi tại đỉnh núi Xích Hà Phong, nhớ lại tình huống năm đó ở Trúc Long đạo tu luyện, một lòng quyết tâm truy cầu thời gian pháp tắc, lo lắng tìm kiếm giải đạo nhân, thêm cả lúc nào cũng lo âu, sợ hãi truy binh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hắn để những tâm tình này tồn tại trong lòng, hồi ức lặp đi lặp lại, khi đó ký ức càng ngày càng rõ ràng. Bản thân mình trong quá khứ tựa như một chiếc gương, chiếu rọi ra bản thân chân thật nhất. Hàn Lập không ngừng nhớ lại mọi thứ năm đó, càng hiểu rõ bản tâm mình, dần dần lĩnh ngộ được như thế nào là bản ngã. Nam Cung Uyển cũng không quấy dày hàn lập, lặng lặng ngồi ở một bên tương bồi. Lần ngồi xuống này trôi qua nửa tháng, vào một ngày, mặt trời dần dần chui xuống núi, thì ánh chiều tà cuối cùng cũng chìm vào chân trời, lúc này hàn lập mới đứng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nam Cung Uyển nhìn hàn lập, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Lúc này thần tình khí chất hàn lập tựa hồ có một chút biến hóa, nhưng cụ thể là gì, nàng lại không nói ra được. Xem ra phu quân nói tới luyện tâm là đích xác, đại la cảnh giới tu luyện thật đúng là huyền diệu. Nam Cung Huyền thầm nghĩ trong lòng, đi thôi, Hàn Lập nhàn nhạt nói một câu, phất tay phát ra một cỗ kim quang quấn lấy hai người, phá không bay đi. Nguyên hoang thành biên giới Bắc Hàn tiên vực, giống như một con cự thú phục phục ở vùng đất biên thùy, ngăn trở mọi thứ phía ngoài. Ngoài thành là một mảnh sa mạc bao la, phóng tầm mắt nhìn ra, trong tầm mắt đều là một mảnh màu vàng minh mông bát ngát, cồn cát liên miên, một mực lan tràn đến cuối chân trời. Hàn Lập và Nam Cung Uyển ngồi trên hư không, nhìn xuống thành trì phía dưới, thêm cả hoang mạc xa xa. Bên trong man hoang giới vực ở giữa Bắc Hàn Tiên vực và Hắc Sơn Tiên vực, hai đạo độn quang chậm rãi bay qua, tốc độ lúc chậm lúc nhanh, nhưng tổng thể thì không giống như vội vã chạy đi, tựa hồ đang thưởng thức phong cảnh phía dưới. Phù Vân Sơn mạch Hắc Sơn Tiên vực, Giã Hạc Cốc. Hắc Sơn Tiên vực gần sát Bắc Hàn Tiên vực, chịu ảnh hưởng rất lớn bởi hôi giới tiến công. Trong giã hạc cốc bây giờ là một mảnh hoang vu, không người ở lại, mặc vô tuyết và ngô tử kỳ lúc trước lựa chọn lưu lại cũng không thấy bóng dáng. Hàn Lập và Nam Cung Uyển ngồi cạnh bệ đá bên trong cốc mà mọi người trước kia thường xuyên tụ tập, đối ẩm rượu ngon. Hắc thổ tiên vực, huyễn hiên triều trạch, Hàn Lập và Nam Cung Uyển hành tẩu ở đây, từng trận sương mù màu trắng phiêu đáng ở trong đầm lầy, chỉ là hơi nước bình thường chưa kịp chạm tới hai người đã lập tức tự động rẽ sang hai bên. Nơi này chính là lối vào di tích chân môn môn, hình như không xuất hiện loại sương mù khiến người ta trúng huyễn thuật. Nam Cung Uyển nói ra, loại sương mù kia chỉ ở khoảng thời gian đặc biệt mới có thể xuất hiện. Hàn Lập nói, dung mạo của hắn trước và sau không khác nhau chút nào, nhưng khí chất tản ra đã phát sinh biến hóa rất lớn. Vào lúc này, thần sắc lộ ra một cảm giác sắc bén, tựa hồ có thể chặt đứt hết thảy. Một cô áp lực không thể tả, mơ hồ từ trên người Hàn Lập phát ra, vật sống bên trong phương viên mấy trăm dặm đang ẩn núp dưới đầm lầy, tốc tốc phát run phu quân người nói chúng ta bây giờ còn có thể tiến vào di tích chân ngôn môn hay không ta vẫn còn hiếu kỳ về nơi này đấy nam cung uyển nói di tích chân ngôn môn đã bị vết nứt không gian thôn vệ chỉ sợ đã bị hủy diệt toàn bộ khó mà thấy lại được hàn lập lắc đầu phu quân kế tiếp chúng ta đi đâu tiếp tục đi đến hôi giới sao nhưng hôm nay di tích chân ngôn môn đã biến mất làm thế nào mới có thể tiến vào hôi giới nam cung uyển hỏi hôi giới thì không đi được hàn lập lắc đầu năm đó có thể tiến vào hôi giới là do may mắn có không gian thông đạo mở ra từ nơi này kết nối tới hôi giới bên kia bây giờ thông đạo sớm đã bị hủy hoại hôi giới khác hẳn so với ma vực ở một giới diện khác cực kỳ xa xôi cho dù với tu vi hắn bây giờ muốn tiến vào cũng không dễ dàng